Mời A702 đại diện tất cả quý đồng nhiệm, mời Tổng thống bắt đầu ban huấn từ. A702 xin đại diện tất cả các đồng nhiệm trong buổi họp hôm nay trân trọng chào Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Xin kính mời Tổng thống ban huấn từ. Dạ, xin trân trọng kính chào Tổng thống. Alo. Dạ. Dạ, cảm ơn Trung tướng. Dạ, kính chào tất cả quý vị và anh chị em. Hồi nãy chúng tôi thật sự thì ngày nào mà có FCC chúng tôi đều muốn để mà nghe, nhưng mà vì bận công chuyện nên chỉ được vừa làm vừa lắng nghe. Và chúng tôi càng ghi nhận là những anh chị em phát biểu trong phòng FCC xuất phát từ cái sự suy nghĩ rất là chín chắn cũng như có trí huệ của mình nha. Chúng tôi rất là cảm ơn tất cả quý anh chị em. Chúng ta biết rằng chúng ta đang tiến vào mùa Thanksgiving của Hoa Kỳ. Thật sự thì chúng ta không phải đợi đến ngày Thanksgiving chúng ta mới nhớ ơn những chiến sĩ, đồng bào, cha mẹ hay cộng đồng chung quanh chúng ta, mà hằng ngày chúng ta đều biết ơn cha mẹ, biết ơn đấng sinh thành, biết ơn bạn bè, biết ơn trời đất, biết ơn xã hội, biết ơn tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Và đặc biệt trong cương vị tổng thống, chúng tôi rất là biết ơn tất cả những đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, vì chúng ta đang gắn bó với nhau để cùng nhau hướng dẫn nhau, phụ giúp nhau đi chọn con đường giúp dân cứu nước, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, cứu thoát dân Việt thoát ách họa cộng sản. Trong dịp mà ngồi nghe các anh chị em phát biểu thì chúng tôi ghi nhận có một vài điểm cần phải điều chỉnh, tuy là nhỏ thôi nhưng cần phải điều chỉnh, là tất cả các anh chị em nào đó khi được vào phòng FCC từ nay nên có sự chuẩn bị trước, để khi mà chúng ta được mời đến chúng ta sẽ không làm cho người khác phải đợi chờ, và chúng ta luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên chúng ta cũng thông cảm cho các anh chị em ở trong nội địa, tại đôi lúc khi chúng ta đang vào phòng FCC thì các anh chị em nó vừa phải bươn bả với cuộc sống, vừa phải cố tránh né những cái nhìn hoặc là sự săn đuổi của bọn công an cộng sản. Nhưng mà nếu như anh chị em tại hải ngoại này mà chúng ta chưa chuẩn bị kịp thì cái đó cũng có một cái phần chúng ta lơi là nhé. Hồi nãy chúng tôi nghe vị điều khiển chương trình có nói những công việc chúng tôi làm ở trong trại tù, ví dụ như làm nhà hay là hướng dẫn những người vợ của những tù nhân, hoặc là đưa chồng đến gặp vợ của họ, đó là một việc làm tự nguyện. Mà chúng tôi nghĩ rằng là cái bài phát biểu của A772 rất là có giá trị. Tại ý của A772 là đưa ra những sự việc làm mà xuất phát từ cái việc chúng ta làm những công việc đó, chúng ta không hề nghĩ tới nó nguy hiểm đến đâu nha, chứ không phải chúng tôi làm những việc đó vì phu nhân thích, như là người điều khiển chương trình nói. Thật sự thì chúng tôi còn làm một việc mà phu nhân chúng tôi rất thích, đó là chúng tôi đã xây một căn nhà tình ái ngay trong trại tù. Mà sau này các anh chị em nên cố tìm nhà văn Lê Thanh Bình, tức là chủ tịch hội nhà văn ở tại miền Bắc Cali, nhà văn và nhà báo Lê Thanh Bình, thì người này cũng đã từng có dịp nhìn thấy cái ngôi nhà mà chúng tôi gọi là lâu đài tình ái. Chúng tôi cố gắng dùng thử cái phép mà chỉ dẫn mà chúng tôi được ông ngoại, ông nội truyền dạy, dùng cái phong thủy để làm một căn nhà mà ngay kế bên dòng thác của nơi chúng tôi được giam giữ, bị giam giữ mà cộng sản không khám phá ra được. Để khi nào phu nhân chúng tôi đến thì chúng tôi mời ở chỗ đó cho an toàn. Tại sao mà chúng tôi làm như vậy? Vì kính thưa quý vị và anh chị em, vì trong số không biết là bao nhiêu ngàn sĩ quan bị cộng sản nhốt trong cái trại tù, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đơn vị chúng tôi là một đơn vị nhỏ, nhưng chúng tôi đã được huấn luyện đặc biệt, đã từng bám sát cộng sản, cho nên chúng tôi có thể dùng cái kiến thức và cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình để cố gắng giúp đỡ cho các bạn tù của mình. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ muốn bạn tù của mình biết cái người giúp đỡ đó là ai. Tại sao mà họ không thể biết, anh chị em có biết không? Thì chúng tôi chọn một cái cây số, chúng tôi đánh nó ngã xuống và chúng tôi đặt tên nó là cây số đổ, là nơi đó những người vợ của những tù nhân mà bị nhốt ở tại Bù Gia Mập
hoặc là trại ươm cây xã Minh Hưng, tỉnh Phước Long, có thể đến đó thăm chồng thì viết tên người chồng và đơn vị để ở dưới cái cây số đổ đó. Thì chúng tôi là một trong toán rất ít hiếm hoi người được đi tự do trong trại tù. Lý do chúng tôi được đi tự do trong trại tù, nó phải đòi hỏi một cái thời gian khá lâu, và chúng tôi tạo được cái uy tín cho những người canh gác trong trại tù thấy rằng chúng tôi rất là có kỷ luật. Thì câu chuyện nó dài dòng lắm nhé, nhưng mà cái công tác của chúng tôi là đi kiếm mật ong và mối chúa để làm thành thuốc giúp đỡ cho những người, đặc biệt là những cán binh bộ đội cộng sản, để chữa những căn bệnh mà họ gần như là bị kinh niên, đó là bệnh sốt rét rừng đó. Và cái công việc làm đó nó cũng mang lại một vài cái động tác có lợi sau này cho những trại tù nhé. Ví dụ như chúng tôi đề nghị cái đồ án là cho các trại tù làm nhạc, được ca hát. Tại vì lúc bây giờ có nhiều anh tù nhân của chúng ta bị cộng sản gọi đi ở tù có 10 ngày, nhưng mà nhốt tới cả năm rồi mà cũng không biết bao giờ mình được về. Còn chúng tôi thì chúng tôi biết được là những người tù nhân đó coi như cái tương lai không bao giờ có. Vì cái tài liệu mật của cộng sản khi mà tiếp thu chính quyền, đặc biệt là tuy Ủy ban quân quản chưa có biết điều này, Ủy ban quân quản lúc bấy giờ tiếp thu Sài Gòn là do Thượng tướng Trần Văn Trà. Và Thượng tướng Trần Văn Trà sau khi bản thân của ông ta gặp chúng tôi tại Singapore cũng đã nói cho biết là bản thân của ông Trần Văn Trà cũng không ngờ là những tù nhân của mình đáng lẽ đi có 10 ngày mà rồi đi thành, nghĩa là có thể gọi là cái chữ của người bên phía Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta hay dùng là gọi là mút chỉ cà tha. Không biết trên diễn đàn có người nào biết cái chữ mút chỉ cà tha không? Dạ, thưa dạ, biết. Dạ, thưa biết ạ. Dạ, biết. Có thể là đó là một cách tránh né của Thượng tướng Trần Văn Trà. Ông ta đổ cho Cao Đăng Chiếm, là Cao Đăng Chiếm là nằm bên cơ quan tình báo của Cộng sản, được đưa ra làm quân quản để thay thế cho Thượng tướng Trần Văn Trà. Và từ đó, những người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bị đưa đến các trại tù đó, không bao giờ biết được ngày về. Cho nên với cái khả năng đi rừng đó, thì chúng tôi được huấn luyện rất là kỹ lưỡng, cho nên chúng tôi dễ dàng mà đi trong khu rừng ở Tây Ninh, đặc biệt là chỗ vườn ươm cây xã Minh Hưng, con đường đi vào Kà Tum là đi qua Tây Ninh. Thì anh chị em phải biết rằng chúng tôi nhờ có cái vóc dáng bên ngoài rất là yếu đuối, cũng là gọi là thư sinh, cho nên nhờ vậy mà cũng dễ thoát được cặp mắt theo dõi của Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng tôi cũng đặc biệt lợi dụng cái ưu điểm này để mà cố gắng giúp được cho các cái bạn tù của mình và các người vợ, thân nhân của họ được cái gì thì mình cố gắng giúp cái đó nhé. Tôi nghĩ đó không phải là cá nhân chúng tôi đâu, mà tất cả những anh em, chị em, tù nhân Cộng sản và những sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả anh em binh sĩ của chúng ta nữa, nếu có điều kiện để chúng ta giúp nhau thì mọi người đều cũng có thể làm như chúng tôi, chứ không phải riêng gì chúng tôi đâu quý vị. Nhưng mà tôi đặc biệt chú ý trong ngày hôm nay đó, có những anh chị em phát biểu rất là hay. Ví dụ như A772, xong chúng tôi có nghe đến A792, rồi A798, A778 và A797 và A755 nha. Những vị này cũng nên chuẩn bị, những vị này phát biểu rất là chính xác. Chúng tôi quan trọng nhất là chính xác, phải nói sự thật chính xác, và mình có quyền nói cái sự suy nghĩ của mình. Sự suy nghĩ của mình đương nhiên nó có đôi lúc nó không có đúng như sự suy nghĩ của những người khác, nhưng mà chúng ta đều tôn trọng cái sự suy nghĩ của từng cá nhân. Cho nên anh chị em có quyền phát biểu theo suy nghĩ của mình, nhưng mà khi nói đến sự kiện, nói đến lịch sử hay nói tiểu sử thì cố gắng nói cho trúng nhé. Bây giờ trở lại cái lời phát biểu của A755, khi nói đến việc vào sa mạc của chúng tôi năm 1995, lần đầu tiên, có lẽ chúng tôi, những lần trước chúng tôi không được nghe, nhưng chúng tôi đặc biệt chú ý, có một người nữ là chú ý cái điểm này. Cái điểm này là tại sao chúng tôi vào sa mạc năm 1995, mặc dù chúng tôi đã có những cái cơ sở ở đó từ năm 1989. Vì từ cái điểm này thì anh chị em sẽ nhìn ra thấy rất nhiều điểm khác, cho nên tôi rất là cảm ơn A755 có nhắc tới cái giai đoạn 1995 là chúng tôi vào sa mạc. Thật sự thì căn cứ tại sa mạc đã được thành lập khởi đầu từ năm 1990 rồi,
Nhưng mà thời gian đó chúng tôi vừa đi vừa về, thì ít khi nào chúng tôi ở hẳn trong sa mạc. Nhưng mà đến năm 1995 thì chúng tôi ở hẳn ở sa mạc. Đây là chặng đầu của cái bẫy mà toàn bộ đầu sỏ cộng sản cũng như là tàu cộng cũng đã bắt đầu vướng vào cái bẫy này nhé. Bây giờ thì nếu mà chúng ta có diễn tả cái bẫy thì những cái con thú hay là những cái cá nhân nào mà đã lọt vào cái bẫy đó thì cũng đã too late, là chậm rồi. Cho nên chúng ta có quyền nói đến cái bẫy của chúng ta một phần nào. Anh chị em phải nhớ, chúng ta nhận rất nhiều công hàm của chính phủ Hoa Kỳ và của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà công hàm đầu tiên mà chúng ta nhận được của chính phủ Hoa Kỳ do vị lãnh đạo tối cao của họ, đó là Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc. Công hàm đó chúng ta nhận được vào tháng 1 ngày 28/1994. Và cái công hàm thứ hai là ngày 4/4/1994. Sở dĩ chúng ta chỉ đưa ra hai công hàm này chỉ để chứng minh là khi chính phủ Hoa Kỳ gửi công hàm cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì đề rất rõ là Honorable Prime Minister. Đố anh chị em cái chữ đó nghĩa là gì? Dạ thưa, đó là kính ngài Thủ tướng. Dạ phải, dạ cảm ơn 722. Điều đó là đúng đó. Nhưng mà tại sao chúng tôi có nhận rất nhiều công hàm mà chúng tôi chỉ đưa ra cái công hàm này? Tại vì cái công hàm này là có trước khi Hoa Kỳ giao thương với Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn 755 đã nói cái chữ giao thương. Giao thương, giao là giao dịch, thương là buôn bán, là thương mại. Có đúng không quý vị? Chứ không phải Hoa Kỳ ban giao với Cộng sản Việt Nam nha. Cho nên các anh chị rất là chú ý kỹ cái từ ngữ chúng ta dùng. Đó là từ ngày 21/7/1995 là Hoa Kỳ bắt đầu giao thương với Cộng sản Việt Nam. Và trong tất cả các công hàm tại Liên Hiệp Quốc hay hiện nay, khi nhắc tới nước Việt Nam chúng ta thì Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đều dùng chữ là Việt Nam, chứ họ chẳng bao giờ dùng chữ là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh chị em nhớ cái điểm này dùm tôi nhé. Hiện nay trong phòng FCC chúng tôi rất là cảm ơn có những sĩ quan cao cấp của Cộng sản đã tiết lộ lý lịch, đã làm tất cả mọi thủ tục cần thiết, kể cả ký đọc mặt Hồ Chí Minh. Cho nên chúng tôi đã cho vào phòng FCC để có thể nghe được câu chuyện, mọi chuyện của chúng ta trong phòng FCC. Vì chúng ta chỉ nói thật, trước sau gì sự thật nó cũng phơi bày nhé. Và vì lý do an toàn cho những sĩ quan này, cho nên chúng tôi đã mạn phép dùng một cái cách rất là đặc biệt để cho không có xô ra cái số ID. Cho nên hiện nay trong phòng FCC của chúng ta, rất là nhiều vị hiện diện ở trong cái phòng FCC này. Hôm nay cũng là bước đầu vào cái tuần lễ Thanksgiving của Hoa Kỳ, thì chúng tôi cũng làm theo cái thông lệ là bày tỏ lòng cảm ơn đến tất cả quý vị và anh chị em đã tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhưng mà trở lại cái đề tài mà chúng tôi đang thuyết trình, thì anh chị em phải biết rằng chúng tôi chỉ là một người nhà quê thô kệch, cho nên chúng tôi buộc lòng phải bảo rằng Hoa Kỳ phải gửi đến những văn thư, và chúng tôi cầm được cái văn thư đó thì chúng tôi mới chịu đi vào sa mạc. Và khi chúng tôi đi vào sa mạc thì lúc đó là mấy con chuột nhỏ nó bắt đầu nó bò ra khỏi hang, cho tới ngày những con chuột lớn nó mới bò ra khỏi hang. Tại sao chúng ta gọi là con chuột nhỏ? Tại vì từ năm 1995 là Cộng sản Việt Nam bắt đầu cho người đến Hoa Kỳ. Trước đó họ cũng từng cho những người đầu sỏ của họ đến Hoa Kỳ. Những người đầu sỏ của họ có cả Nguyễn Tấn Dũng, cả Mai Chí Thọ, kể cả Lê Khả Phiêu, và Đỗ Mười cũng đã từng đến ở tại Bonsa nha. Mà rất tiếc là người Bonsa chúng ta không có chú ý. Anh chị em có biết làm cách nào mà những người đầu sỏ Cộng sản đến Bonsa một cách dễ dàng? Anh chị em có biết không? Cộng sản dùng cái chiêu Dương Đông kích Tây rất là lợi hại. Anh chị em không bao giờ ngờ những người nghị viên đầu tiên của cộng đồng Việt Nam, ví dụ như Tony Lâm chẳng hạn, tức là Lâm Quang, là những người dắt những người tướng tá Cộng sản để đi chu du tại cái thành phố Bonsa. Anh chị em có biết không? Chắc ít người biết lắm. Nhưng mà chuyện đó là thường thôi. Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn tới một cái điểm này cho anh chị em để ý. Những lần mà anh chị em thấy cái cộng đồng người Việt chúng ta đó chú tâm tới những công cuộc chống cộng,
Ví dụ như chúng ta thấy có một người tự nhiên ở Santiago đem cái hình Hồ Chí Minh ra và cộng đồng chúng ta kéo tới biểu tình rầm rộ, hoặc là kể cả lúc mà Trần Trường đem cái hình Hồ Chí Minh ở trong cái tiệm của Trần Trường ra và anh em, chị em chúng ta kéo tới hàng chục ngàn người để chống đối. Nhưng mà chúng ta chống đối có thành công không thưa quý vị? Chúng ta chống đối vì chúng ta tức Trần Trường đã dám đem cái hình Hồ Chí Minh bày ở trong cửa tiệm của Trần Trường, có đúng không ạ? Dạ đúng. Và đúng chúng ta muốn Trần Trường giải quyết bức hình đó đi, nhưng mà chúng ta không có làm được chuyện đó. Anh chị em có biết không? Vì theo cái luật pháp của Hoa Kỳ, Trần Trường có quyền làm chuyện đó. Nhưng cuối cùng ở trong cộng đồng của chúng ta đã có những người nghĩ ra những cái phương pháp tuyệt vời, và cuối cùng Trần Trường bị bắt và phải dập cái bức tượng đó đi, bức hình của Hồ Chí Minh trong cửa tiệm của mình nhé. Nhưng chuyện đó là cái chuyện mà anh chị em nghe và biết, nhưng chuyện này thì anh chị em không biết là trong lúc cả hàng chục ngàn cộng đồng của chúng ta dồn vào việc chú ý cái bức hình Hồ Chí Minh trong cửa tiệm video của Trần Trường, thì là lúc Đỗ Mười và Mai Chí Thọ đang có mặt ở tại Phước Lộc Thọ đó, anh chị em có biết không? Và anh chị em có thấy là cái công việc của những người đứng ra hô hào chống đối cái việc Trần Trường có cái bức hình Hồ Chí Minh trong cửa tiệm của y, là những người đó là có công hay là có tội vậy? Dạ có tội. Thật sự lúc mà họ chống đối như vậy thì anh chị em không biết họ có công hay có tội, mà anh chị em ủng hộ, có đúng không ạ? Đúng ạ. Và cả cái cộng đồng chúng ta ủng hộ họ, đó là chuyện thông thường nhé. Cho nên những cái người lãnh đạo của công cuộc đấu tranh chống cộng mà cũng đi theo với cộng đồng như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ đánh được cộng sản. Chúng ta bắt buộc phải đứng ra ngoài cái công cuộc đó mới nhìn thấy hết. Và quý vị có biết rằng Mai Chí Thọ sợ nhất là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, vì lý do gì quý vị biết không? Ở đây có ai biết tại sao mà Mai Chí Thọ là một trong những đầu sỏ cộng sản rất sợ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời? Mà chúng tôi muốn tất cả các anh chị em trong cái phòng FCC ngày hôm nay biết câu chuyện này cũng là một món quà để anh chị em sau này khi nói tới, ví dụ như chị 7-63 này chỉ là một người phụ nữ thôi và hiểu rất rõ và nói một cách rất là dễ dàng. Vì trong túi của Mai Chí Thọ lúc ngồi tại Phước Lộc Thọ để ăn phở, tại Phước Lộc Thọ ghế ăn phở hơi thấp cho nên anh ta mặc cáo vét, và cáo vét thì chỉ hở ra một chút thôi, thì bằng cách nào đó không biết, và khi anh ta đi về khách sạn của mình thì trong túi đó có cái lời gửi, lời thăm tha cho Mai Chí Thọ lần này nhé. Và Mai Chí Thọ không có muốn trở lại nữa. Và đồng thời chúng ta cũng gửi lời cho biết là hai đứa con của Mai Chí Thọ đang ở trong nhà. Cái người nuôi hai đứa con của Mai Chí Thọ trên Los là ai? Thì Mai Chí Thọ có sợ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không thưa quý vị? Cho nên chúng ta đó muốn cộng sản sợ và bớt làm điều gian ác, sau đó Mai Chí Thọ không muốn trở thành một cán bộ đầu đảng của cộng sản nữa. Tại vì Mai Chí Thọ, ba anh em của Mai Chí Thọ là ai quý vị biết không? Cả ba anh em của Mai Chí Thọ đều họ Lê hết, cho dù họ Lê này là họ giả nhé, tức là Lê Đức Thọ đúng vậy, Mai Chí Thọ đúng vậy, và người thứ ba rất là quan trọng là Lê Đức Anh đó quý vị. Đó là ba anh em của Mai Chí Thọ đó. Và để cho anh chị em khỏi phải trí óc khỏi bận biểu lắm, thôi cứ nhớ ba cái tên này đi. Cho dù ba cái tên này là chỉ là ba cái tên giả thôi, tại vì ba người này là ba anh em nha. Mà cái họ không phải là họ Lê, nhưng ba người này đó là trong cái tiểu sử xuất phát là họ Lê, tức là Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ và Lê Đức Anh là ba anh em đó quý vị. Cho nên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ba người này có cái thế lực mạnh nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam dưới Hồ Chí Minh mà thôi. Thế lực của ba người này có thể còn bao trùm cả Lê Dũng nữa. Là Lê Đức Thọ là cái miệng của đảng, Mai Chí Thọ là công an của đảng, và Lê Đức Anh là nắm quân đội của đảng và sau làm chủ tịch nước, cho nên họ nắm tất cả. Nhưng mà cái anh Mai Chí Thọ này, anh về nói với Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh là hai người em này cũng thấy cái mà làm Lê Đức Thọ bị tức ói máu chết tại Paris, vì lý do gì anh chị em có biết không? Là cái tin rằng là cái hồ sơ xin vinh danh của Hồ Chí Minh đã mất và sọt rác nhé. Cái tin nó làm Lê Đức Thọ đau đớn lắm. Và một cái việc khác, khi Lê Đức Anh đến Thái Lan thì chúng tôi sẽ kể vào dịp khác. Nhưng mà cho anh chị em thấy, chúng ta có những cái lối đối đầu với địch quân nhẹ nhàng lắm
Vì chúng ta luôn luôn có phong thái của những người đi cứu đời, giúp đời, và chúng ta chặn bớt cái ác tính của con thú dữ, chứ chúng ta không cần phải triệt hạ ai cả nha. Cho nên trong bẩm tính của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đường lối lãnh đạo nó phải bao gồm cả hai đức tính, Phật tính hay là thiên tính, tức là đức tính của Đức Chúa Trời là đức tính từ bi bác ái nha. Nhưng mà một bên cạnh là những chiến sĩ lão luyện để mà đủ khả năng đương đầu với giặc. Chứ nếu chúng ta chỉ có tu hành hoặc là chúng ta chỉ có là những chiến sĩ lão luyện thì chúng ta không có đủ đạo đức để chúng ta tạo ra được một cái lực lượng bảo toàn cái nguyên khí và nội lực của dân tộc để sau này chúng ta có thể dễ dàng đương đầu với Tàu. Anh chị em thấy là nếu mà chúng ta đoàn kết thì đương nhiên Tàu Cộng phải sợ rồi. Vì từ xưa đến nay, anh chị em thấy là từ ngàn năm tới hôm nay là người Tàu hoặc là Mông Cổ chỉ có thua tại nước Việt Nam mà thôi. Chứ vó ngựa của Mông Cổ và kể cả quân Tàu đã đánh tới Bá Đa Thành, đánh qua tới Thổ Nhĩ Kỳ là những nơi mà quân đội hung mạnh lắm. Đánh vào thành Bá Đa Lộc, đánh thắng luôn tại Âu Châu. Nhưng mà tại sao ba lần thua tại cái nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta? Anh chị em có suy nghĩ không? Là họ thua ở trí tuệ và tình đoàn kết và đồng thời cái chính nghĩa nhân đạo của chúng ta đó. Tại vua nhà Trần cũng như vua Lê Thái Tổ cũng như ngài Quang Trung Đại Đế là sẵn sàng để lập đàn hương tế cáo trời đất, sau đó xin tha đưa tiễn các vong hồn của những quân giặc chết trên đất nước của chúng ta. Người Tàu chưa bao giờ làm được chuyện đó. Có đúng không anh chị em? Đúng ạ. Dạ, thưa đúng. Nước Việt Nam chúng ta đã làm được chuyện đó. Không phải một đời vua làm, nhiều đời vua của chúng ta đã làm chuyện đó. Chứng tỏ cái văn hóa truyền thống của Việt Nam là nhân đạo, đầy chính nghĩa và có tinh thần vị tha độ lượng trong đó. Tại vì giặc chết thì chúng ta có thể tán hoặc là chúng ta bỏ xong rồi chúng ta làm mấy cái gì? Tại sao chúng ta phải chôn cất rồi lập đàn tế cáo thiên địa cầu hồn cho những linh hồn này được siêu thoát? Đó là cái đức độ lượng bao dung của cha ông chúng ta. Mà chúng ta thấy tại sao cha ông chúng ta phải bao dung độ lượng như vậy thì các vị đó đã có trí tuệ và trí huệ để giúp giữ nước bền vững trước bóng ma của giặc phương Bắc. Đó chính là tinh thần đạo đức của dân tộc Việt Nam nhé. Hiện nay xin cảm ơn tất cả đồng nhiệm thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã cùng tôi cứu dân giúp nước và phải triệt tiêu cho được chế độ cộng sản tại Việt Nam và nhất định không cho Tàu Cộng xâm lăng đất nước của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta phải luôn tôi luyện bảo trọng chính mình để cùng chúng tôi hoàn thành trách nhiệm và lời thề sống thì phải cho lẫm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đó là tinh thần bất diệt của con cháu Việt Nam nhé. Bây giờ trở lại cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi muốn nói là tại sao mà chúng tôi đề cập tới năm 1994 và 1995. Ở đây có ai biết được cái câu chuyện ám đạo Trần Thương không? Đốt sạn đạo và ám đạo Trần Thương, có ai biết câu chuyện đó? Bây giờ cái chuyện đó, thì thật sự đó, để cho quý vị và anh chị em phải hiểu thêm, nắm lấy cái tinh thần của cái câu chuyện Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, thì chúng ta phải hiểu là khoảng 200 năm trước công nguyên, tức là khoảng năm 200 trước công nguyên, thì chúng ta lúc bấy giờ đã nước Tấn bị chia ra nhiều nước nhỏ lắm, và có ba cái nước quan trọng, người ta gọi là Tam Tấn. Tam Tấn có ba ông vua gọi là Ung Vương, và ông vua Tắc Vương, và ông vua Địch Vương nhé. Ngoài ra, ba cái Tam Tấn này đó, còn có nước Sở là có Sở Bá Vương Hạng Võ, và nước Hán là do ông Lưu Bang nhé. Còn Lưu Bị là sau này là hậu của Lưu Bang nhé. Là cái đời đầu tiên của Hán Cao Tổ, tức là Lưu Bang. Thì Trương Lương nhìn thấy là Tam Tấn không có phải là cái tài chiếm được thiên hạ, cho nên Trương Lương đã tính cái mưu là phải chinh phục và chiếm được Tam Tấn để mà dùng cái sức lực của Tam Tấn này hợp tác với Hán Cao Tổ đánh Sở Bá Vương nha. Tại vì ông Trương Lương là quân sư của ông Lưu Bang Hán Cao Tổ, nhìn thấy được Sở Bá Vương là một người vừa mưu trí, vừa sức địch muôn người, và là sau này là đối thủ lợi hại nhất của mình nha. Cho nên đó,
ông Trương Lương muốn gạt tất cả Tam Tấn và Sở Bá Vương, cho nên mới rút lui vào cái đất phong của mình. Tức là ngày xưa các cái vị mà có cái phong đất cho mình, những cái đất mà không có ai mà, ví dụ cái đất phong của Hán Cao Tổ là cái đất mà coi như không chó ăn đá gà ăn muối, mà chúng ta nói giống như kiểu mà Quảng Trị của chúng tôi đóng quân hồi trước, hoặc là sa mạc Alalanto, là cái nơi đất đó không có trồng trọt, không có nuôi quân gì được cả. Cho nên Trương Lương mới nói với Lưu Bang Hán Cao Tổ kéo vào đây để mà chúng ta luyện tập ba quân tướng sĩ. Nhưng mà khi kéo quân vào ở trong cái đất phong đó đó, thì chỉ có một con đường độc đạo duy nhất đi vào đó, thì Trương Lương cho đốt cái con đường đó đi. Con đường nó gọi là sạn đạo. Tức là có một con đường độc nhất vô nhị, mà cái con đường đó là con đường eo hẹp đi qua một cái thung lũng núi đó. Cho nên Trương Lương phá luôn cái con đường đó, tức là không còn đường đi ra nữa. Mà vì phá con đường đi ra mà chui vào cái đất khỉ ho cò gáy như vậy đó, thì Tam Tấn và Sở Bá Vương coi như cái lực lượng này là bỏ vào sọt rác rồi nhé. Thì cũng giống như chúng ta khi chúng ta đi vào Adelanto kéo một người lính, hồi đó chúng tôi có mời một người đi chung với chúng tôi thôi, tức là ông Chiến Hữu Trần Văn Ấm của tiểu đoàn 4 tư quân lục chiến. Đi có hai người mà vào cái nơi khỉ ho cò gáy đó thì chắc chắn là tai mắt tình báo của Cộng sản và Tàu Cộng sẽ nhìn thấy ông Đào Minh Quân đi vào cái đất sa mạc, chó ăn đá gà ăn muối đó, giống như ông 722 nói đó nhé. Thì coi như nằm ở đó là cái cuộc đời tiêu rồi, không còn gì để mà phải là để chú ý đến nữa. Có phải không thưa quý vị? Dạ, thưa Tổng thống Bí ạ. Dạ, đúng ạ. Thưa... Nhưng đúng như rút vào đốt sạn đạo rồi rút vào cái đất phong của mình đó, thì Trương Lương đêm ngày huấn luyện ba quân tướng sĩ. Và cuối cùng ông ta làm cái gì? Hồi nãy 706 phải không? 706 có biết là ông Trương Lương làm cái gì không? Sau khi mà rút vào sạn đạo, khiến cho Tam Tần không có chú ý và nghĩ rằng còn lâu Hán Cao Tổ, tức là Lưu Bang mới ra được khỏi cửa ải, thì chuyện gì xảy ra? Sau khi huấn luyện ba quân tướng sĩ xong á, là quý vị có nhớ là Lưu Bang có thâu được một vị tướng, đại tướng rất là giỏi, vị đại tướng nó tên là Hàn Tín nhé, Hàn Tín. Thì khi kéo vào đất phong đó, và đốt cái sàn đạo rồi đó, thì huấn luyện ba quân tướng sĩ, nhưng mà thật sự ở trong cái đất phong đó nó có một cái con đường tắt đi ra ngoài, thì Lưu Bang mới sai Hàn Tín dẫn một đại quân theo đường Trần Thương. Con đường nó gọi là con đường Trần Thương, cho nên mới có câu là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Là cái con đường Trần Thương này đó là con đường sẽ dẫn tới cái Phế Khâu hay là đất Lũng Tây và Thượng Quận. Tức là con đường này đó nằm đằng sau cái chỗ đóng quân của Chương Hàm, tức là Ung Vương đó nha. Vua Ung Vương tức tên là Chương Hàm, người ta đánh úp đằng sau lưng của Ung Vương, cho nên ông ta diệt được cái đạo quân của Ung Vương và thừa thắng xông lên, ông ta đánh luôn địch vương, tức là Đổng Ê đó. Và rồi sau khi đánh luôn Đổng Ê thì năm 207 ông ta đánh luôn Hàn Tín, đánh luôn Tắc Vương, là diệt luôn cả Tam Tần luôn nhé. Vì sau khi diệt được Tam Tần thì Hàn Tín mới thâu quân đội của Ung Vương, của Tắc Vương và Địch Vương để mà luyện tập binh sĩ. Là bây giờ Lưu Bang đã trở thành là đại quân thì mới có thể đương đầu được với lại Hạng Võ, Sở Bá Vương. Và cuối cùng diệt Sở Bá Vương ở tại sông tên gì quý vị có biết không? Diệt ở tại sông Dịch, con sông rất là lớn. Sở Bá Vương đành phải rút gươm tự vẫn luôn ở tại sông Dịch. Cho nên sau này chúng ta thấy mấy bài ca của Tây nói tới danh từ sông Dịch là tại một cái nơi cái sông Dịch đó là Sở Bá Vương Hạng Võ rút kiếm tự sát. Nhưng mà cái chuyện mà chúng tôi muốn nhắc nhở tới các anh em đó là các anh chị em có kiến thức rất nhiều về nhiều chuyện nhưng không có nhiều kiến thức về chính trị, là điều đó làm chúng tôi phải lo lắng. Mà đặc biệt là ví dụ như chị A755 mà có thể nhớ tới cái chuyện vào sa mạc năm 1995 mà chúng tôi chưa thấy vị nào khác có nhắc đến, thì anh chị em có thể không nhớ những cái chi tiết quan trọng thì sẽ không học được cái chiến lược và chiến thuật quan trọng của chính phủ. Đó là chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông nhé. Đó là đốt sạn đạo, tức là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Chúng ta đọc sách nhiều, mưu lược chúng ta đầy ở trên diễn đàn, ở trên sách và ở trên Google.
Nhưng mà chúng ta dùng được hay không lại là chuyện quan trọng nhé. Cho nên anh chị em phải hiểu, bây giờ hiểu được tại sao mà tới năm 1995 chúng tôi mới rút vào sa mạc Aralen. Bây giờ nhớ chưa? Đó là tại vì sau khi chúng tôi nhận được hai cái lá bùa hộ mệnh, là lá bùa của ai ký và ngày nào, quý vị nhớ không? Là tại vì cái sự reaction, tức là cái phản ứng của anh chị đó, là chứng tỏ là anh chị em có giữ cái chính phủ trong đầu mình bao nhiêu phần trăm nhé. Tại vì các anh chị em là đương nhiên có nhiều cái đầu óc siêu việt lắm. Nhưng mà siêu việt của anh chị em dùng vào chuyện gì mới là quan trọng. Chính vì chúng ta cái sự công bình, chúng ta dùng cái hệ thống điện tử này khi chúng ta muốn nói đó. Chúng ta ấn số 1 thì cái số 1 nó tách, quý vị có biết là trong một cái tích tắc là nó đi vào ở trong cái phòng FCC, là cái người điều khiển biết người đó vào trước và gọi người đó lên trước. Nhớ nha, để cái điều này nó cho thấy là sự suy tư về chính phủ của chúng ta là bao nhiêu phần trăm. Tại vì chúng ta có thể rất là thông thái, nhưng sự thông thái của chúng ta chứa quá nhiều điều. Mà đôi khi cái điều quan trọng là chúng ta lại để cái sự thông thái chúng ta vào đó rất là không đủ nhé. Cho nên cố gắng. Cảm ơn A755. Đúng vậy, là ai cũng biết hết rồi. Tức là dựa vào khi chúng ta có hai cái công hàm. Công hàm thứ nhất là ngày 28 tháng 1 năm 1994. Và công hàm thứ hai là ngày 4 tháng 4 năm 1994 cùng năm nhé. Cái điều quan trọng mà chúng ta muốn là vị lãnh đạo đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ phải hứa cái gì mà chúng ta mới đi vào sạn đạo. Hay nói đúng hơn là chúng ta lúc đó mới chịu đi vào sa mạc. Tại vì lỡ chúng ta đi vào sa mạc rồi chết mòn luôn ngoài đó thì sao, thưa anh chị em? Có đúng không ạ? Dạ, thưa đúng. Dạ, thưa đúng ạ. Đúng ạ. Dạ, thưa đúng ạ. Anh chị em có biết là một cái vị tổng thống đệ nhị của Cộng hòa chúng ta chỉ vì không có thể có 600 triệu đô la để trả cho anh em binh sĩ mà khi đến ở tại Hoa Kỳ này năm 1973 tại San Clemente ký một cái giao kèo mà không có bản sao không? Cho nên thà là chúng ta lù đù chậm chạp nhưng mà chúng ta làm có trong tay mới chắc nhé, có trong tay. Chứ chúng ta không cần nhanh nhẩu quá. Anh chị em hiểu chưa? Dạ, thưa hiểu. Dạ, hiểu. Bây giờ, hai cái công hàm này quan trọng, cái nội dung quan trọng nhất của cái công hàm này nói về cái chuyện gì? Có ai biết? Cảm ơn 708 với 795 nhé. Và 7803, tức là những vị mà trả lời gần chúng. Nhưng mà chúng tôi muốn nói với anh chị em, chúng ta không có vũ khí trong tay nha. Chúng ta chỉ có cái miệng và cái trí tuệ của mình với một số lượng người như thế này để đương đầu với một kẻ thù kinh khiếp nhất trong lịch sử của Việt Nam. Và có thể dẫn đến việc chúng ta phải đương đầu với một lực lượng thù địch tàn ác nhất thế giới. Mà chúng ta hiểu một cái sự kiện nào đó mà lơ tơ mơ. Giống như một cái người lên võ đài mà muốn đấu với một nhà chuyên nghiệp. Giống như bây giờ anh chị em mà nhảy lên mà đấu thử với ông võ sư Francis mà không biết đánh đòn gì, đứng lên rồi ông đá một cái chết liền nha. Có đúng không ạ? Và chúng tôi không có bao giờ đưa những cái võ sĩ như vậy để mà ra đặt giao đấu cả. Kể cả các tướng lãnh trong chính phủ cũng vậy nữa. Hồi nãy giờ trong phòng có nhiều vị tướng lãnh lắm. Và kể cả những người tướng lãnh phía Cộng sản cũng đang có mặt ở đây và đã hứa với chúng tôi là đọc cho kỹ và hiểu cho rõ những cái văn thư, những cái tài liệu quan trọng của chính phủ. Mà hiện nay anh chị em phải biết rằng cái gì quan trọng nhất không? Chúng ta chỉ có hai thứ vũ khí quan trọng. Thứ nhất là quốc tế, phải không ạ? Thứ nhì là quốc dân. Chúng ta chỉ có hai cái thế thôi. Quốc dân là phải trưng cầu dân ý. Mà quốc tế là trong những văn thư, chúng tôi đã nói từ đầu là chúng ta nhận rất nhiều văn thư, nhưng chúng tôi công bố ra hai cái văn thư của Tổng thống Hoa Kỳ mà thôi. Vì trong đó có những đoạn rất quan trọng mà chỉ cần anh chị em chú ý, nếu không hiểu rõ tiếng Mỹ thì tìm những người thân của mình, những người tài giỏi dịch ra tiếng Việt Nam thì tức khắc anh chị em sẽ có niềm tin gần như tuyệt đối vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vì những công hàm này chúng tôi đã yêu cầu vị lãnh đạo hàng đầu của nước Mỹ phải để xuống rất là rõ. Nhưng mà hồi nãy đến giờ anh chị em có hiểu nhưng mà hiểu không có rõ lắm nha. Cái câu nó như thế này. Và chúng tôi mong muốn các anh chị em về coi lại hai cái tài liệu này. Mình còn nhiều tài liệu khác.
Nhưng mà đặc biệt anh chị em khi nghĩ rằng một cái công hàm giữa một tổng thống gửi cho một thủ tướng của một chính phủ để xác nhận có phải là bút sa gà chết không vậy? Dạ đúng ạ. Anh chị em nghĩ đi. Các anh cầm những công hàm quan trọng như thế này mà tới giờ này cũng chưa hiểu rõ cái nội dung cái công hàm này như thế nào. Thì anh chị em ra trận chỉ là những người khéo nói chứ chưa thật sự có đầy đủ cái nội lực, cái trí tuệ để mà đương đầu với chính mình là cái quan trọng nhất. Tại sao mà chúng tôi đặt ra vấn đề là mỗi những thành viên trong chính phủ, vấn đề đương đầu với chính mình là quan trọng nhất? Vì chúng tôi có nói là không ai hiểu mình cho bằng chính mình. Nếu mà một người đã nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ không cần phải đi đâu hết để đi vào một cái diễn đàn này hay nghe một cái livestream kia để nó gia tăng cho mình cái niềm tin, có đúng không thưa anh chị em? Có đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà anh chị em nắm vững trong tay rồi, nếu anh chị em trở vào vị trí của ông Đào Minh Quân trong những ngày tháng mà gần như 10 năm tôi ở một mình, tức là tới năm 2005 là không còn một người nào ở bên cạnh nữa. Tại lúc đó đã hết lương thực, chỉ còn uống nước lạnh. Rồi sau đó may mắn có những người khác đến giúp. Nhưng mà trong thời gian đó là nếu anh chị em mà không hiểu rõ cái công việc là anh chị em sẽ nản chí buông tay. Cũng giống như một người đi một đoạn đường rất xa mà không biết điểm đến. Mà anh chị em đi trên một con đường đó và chung quanh không thấy ai hết. Cũng giống như một lần mà chúng tôi đi du huấn mà khi trên đường trở về chúng tôi đi lạc, cho nên đi vào một con đường không có ai hết mà cũng không có đèn luôn. Mà nếu chúng ta không biết đường ra thì chúng ta bỏ cuộc và chúng ta đành ngồi đó gọi 911 phải không ạ? 911 tức là gọi cảnh sát lại nó cứu. Nhưng nếu chúng ta biết rõ con đường đến thì chúng ta không có buông tay. Tại vì khi những anh chị em phải hiểu được công hàm của một tổng thống gửi cho một thủ tướng mà chúng tôi đã đành xin phép họ được công bố. Phần đông những cái công hàm đó không có được công bố, nhưng mà chúng tôi xin công bố hai cái công hàm, còn nhiều công hàm khác chúng tôi không có công bố nhé. Ngay cả thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, có bao giờ ông Tổng thống, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu công bố những cái công hàm nào của Tổng thống Hoa Kỳ gửi cho nhị vị Tổng thống của chúng ta không thưa quý vị? Dạ không ạ. Dạ thưa Phong. Dạ thưa Phong. Mấy anh chị em mà trẻ thì tôi muốn mấy anh chị em nào mà đã sống dưới cái thời đại nhất, anh chị em có tìm kiếm được những công hàm nào của chính phủ Mỹ gửi cho những vị Tổng thống của chúng ta? Dạ thưa Phong. Cái vấn đề là không phải anh chị em trình bày cho chúng tôi, mà mỗi người trong anh chị em phải nắm rất vững cái gì mình có. Thì lúc đó dù mình đi trong bóng đêm hay đi một mình không bao giờ phải yếu đuối và sa ngã cả. Cho nên người của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng tôi dành rất nhiều thời gian để huấn luyện trong phòng FTC, để không nói thì thôi, nếu được hỏi hay nói ra bất cứ một điều gì về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì phải xuất chính ngữ, lời nói phải minh bạch, ý tưởng phải hoàn hảo và tâm tư luôn trong sáng và giọng nói phải dứt khoát. Điều đó chứng tỏ chúng ta hiểu được công việc. Còn chúng ta đoán, chúng ta hiểu 5 phần rồi chúng ta đoán thêm 5 phần thì chúng ta mới chiến thắng Cộng sản có 50%. Mà chúng tôi luôn luôn muốn trong cuộc chiến này chúng ta phải chiến thắng hoàn toàn và triệt để. Tức là chúng ta không bao giờ cho cái ngày 30 tháng 4 1975 tái diễn một lần nữa trong lịch sử. Thì những cán bộ, đồng nhiệm, thành viên trong chính phủ phải hiểu công việc một cách tỏ tường, minh bạch, chứ không có thể đoán mò. Trong những ngày tháng tới chúng tôi đang cố gắng để nâng đỡ, huấn luyện và lắng nghe anh chị em để chọn lựa ra những vị tướng xứng đáng trong chính phủ. Tại vì chúng ta trong nhất thời chúng ta đưa ra những vị tướng lãnh, những vị đại biểu để làm, nhưng mà theo thời gian nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta sẽ bị thụt lùi. Giống như nếu mà chúng ta đi chậm lại trên một con đường thì cái xe của chúng ta phải đi sau, có phải không thưa quý vị và anh chị em? Dạ phải. Cho nên người của chính phủ làm việc gì cũng phải có nguyên tắc, điều lệ, mà chính giọng nói của chúng ta cũng phải được tôi luyện, không được nói quá nhẹ, âm thanh phát ra phải tròn tiếng, gọn gàng, gãy gọn, không lắp bắp, không nhễ nhại, thì thào. Tại vì người trong chính phủ là những chính nhân quân tử, là những anh thư hào kiệt. Tại sao mà chúng ta nói như vậy được? Chúng ta phải tập nói chuyện hay diễn tả một câu trả lời nào cũng phải tập trung suy nghĩ và nói ngắn gọn, không được dài dòng. Ví dụ như chúng ta thấy như là
795 chẳng hạn là một trong những người nữ mà nói chuyện rất là vững vàng. Hoặc chúng ta thấy không, 702 phải không? Thì nói chuyện rất là rõ ràng như khi không cần sách vở. Đó là những người chính nhân quân tử suy nghĩ và nói. Ta phải có trong tấm lòng, phải có trí tuệ và hiểu biết sẵn và hiểu tới nơi tới chốn. Thì bây giờ tôi thưa với anh chị em, chúng ta đang song hành với hai cái lực lượng. Chúng ta cần cái yếu tố quốc dân và quốc tế, có đúng không ạ? Để chiến thắng cộng sản thì quốc dân là chúng ta có trưng cầu dân ý. Và cái điều này nhân nói về vấn đề trưng cầu dân ý, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho anh chị em phải hiểu rằng cái hệ thống trưng cầu dân ý không phải của chúng tôi mà của những chuyên gia và những kỹ sư Việt Nam cống hiến cho chính phủ. Còn cái sách lược trưng cầu dân ý là của chúng tôi đưa ra nhé. Cho nên cũng đừng quên cái công lao của những chuyên gia và những kỹ sư đã sáng chế ra cái hệ thống trưng cầu dân ý và đáp ứng theo cái sách lược và cái chiến lược của chính phủ chúng ta và cá nhân chúng tôi đưa ra nhé. Thì bây giờ anh chị em phải thấy trong hai cái công hàm này, nãy giờ tôi thấy anh chị em vẫn không có nắm vững. Tại vì trong quốc tế chúng ta có hai, tức là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Cho nên những cái văn thư của Hoa Kỳ gửi cho chính phủ chúng ta phải hiểu rất rõ. Và để khi ngồi trước người chính phủ Hoa Kỳ thì chúng ta cũng để cái công hàm trước mặt họ, cho dù tổng thống nào cũng vậy, cũng phải tôn trọng chữ ký của ông tổng thống đời trước, có đúng không thưa quý vị? Chưa đúng. Đúng. Clinton ký kết hay là ông Obama ký kết là không có giá trị không thưa quý vị? Dạ không. Thì những người kia thấy không đúng phải không ạ? Cho dù hai ông đó không ưa nhau hay thích nhau tôi không biết. Ví dụ như ông tổng thống Donald Trump đang bị phe dân chủ đàn hạch, ông rất gay gắt. Nhưng ông nói rằng cái bà Pelosi nói chuyện hay là văn thư của bà tôi dục và sọt rác, ông dám nói vậy không? Dạ không. Tôi lấy khi anh chị em cầm một cái văn thư của một tổng thống Hoa Kỳ gửi cho ông thủ tướng của mình, anh chị em phải thuộc cái nội dung đó. Nếu anh chị em không nói được tiếng Mỹ thì phải thuộc cái nội dung tiếng Việt. Dạ. Đó là những cái cơ sở cho anh chị em khi đương đầu với giặc đó. Tại vì những cái công hàm này là những lời hứa của đệ nhất cường quốc đối với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Mà anh chị em không có quan trọng thì có cái gì quan trọng nữa đâu về cái thế lực quốc tế. Anh chị em có thấy có hội đoàn nào có được một loại công hàm thế này không? Không. Dạ không ạ. Anh chị em trả lời không có hội đoàn nào mà chính anh em có công hàm đó. Em không nắm vững cái nội dung của công hàm thì uổng quá. Bây giờ chúng tôi chỉ những đoạn mà anh chị em phải thấy rất kỹ. Trong cái đoạn này gửi cho chúng tôi cái roadmap for Việt Nam, tức là tương lai cái nước Việt Nam mà nước Mỹ muốn gì thì chúng ta biết. Và chúng ta cũng song hành với họ. Vì chúng ta, tại sao chúng ta song hành được với họ? Vì họ cua chỗ nào, họ quẹo chỗ nào chúng ta biết trước rồi, quý vị biết không? Chứ nếu mà chúng ta không biết họ đi bên trái hay bên phải, làm sao chúng ta dám song hành? Tại thứ nhất, họ rất mạnh và họ là những người đi mà chúng ta đi theo mà thôi. Mà chúng ta muốn song hành mà chúng ta không có biết trước họ quẹo chỗ nào, họ cua chỗ nào đó, chắc chắn họ quẹo gấp một cái là chúng ta té liền đó, nha. Đúng không? Dạ, đúng ạ. Dạ, đúng. Cho nên anh chị em đó, khi đó chính phủ mình song hành với chính phủ Hoa Kỳ thì có nhiều cái tài liệu lắm. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào hai cái công hàm căn bản của Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta không cần phải nhắc tới tổng thống nào nữa. Đây là tổng thống của Hoa Kỳ. Cho dù ông Donald Trump có không ưa ông Clinton hay ông Clinton là đảng Dân Chủ, ông Donald Trump là đảng Cộng Hòa, nhưng mà người nào cũng phải tôn trọng cái chữ ký của ông tổng thống đời trước mình cả. Nhớ nha, cho đến tới ngày hôm nay mà chữ ký của ông Washington hoặc là ông Lincoln, Abraham Lincoln cũng phải được tôn trọng. Các cái ông tổng thống đời sau này đều phải tôn trọng những chữ ký của ông Washington hoặc là ông Lincoln, Abraham Lincoln. Kể cả chữ ký của ông Obama cũng phải tôn trọng nữa. Quý vị có biết không? Dạ, tôi biết ạ. Dạ, thưa đúng ạ. Biết ạ. Dù các ông không có thích nhau nhé. Dạ, ok. Hiểu ạ. Bây giờ nếu mà hiểu được rồi thì chúng tôi giảng tiếp là ở trong cái công hàm này, cái chỗ này mà anh chị em phải chú ý. Nhiều đoạn trong này lắm. Nhưng mà cái đoạn chính là để quý vị hiểu trong tương lai là thế giới sẽ làm việc như thế nào. Cái câu này, the end of the Cold War presents our country with extraordinary opportunity for economic renewal. Tức là câu này xác định là cái cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt và cái chính phủ Hoa Kỳ của chúng ta và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ tìm kiếm những cơ hội cho cái thế kinh tế chuyển biến mới, renewal.
economic renewal, đúng không? Dạ đúng. Nếu mà anh chị em hiểu được economic renewal đó, thì chúng ta thấy rằng tại sao mà những cái nước như nước Mỹ với nước Tàu, nước Nga nó đánh nhau chí chết, đánh nhau gần chết vậy, tự nhiên nó qua làm việc với nhau rồi nó trao đổi thương mại. Tại vì nó nằm ở trong cái câu này của ông Bill Clinton. Ok. Our country, tức là quốc gia của chúng ta, with extraordinary opportunity for economic renewal. Rồi, đó là một câu rất là quan trọng để chúng ta không có ngỡ ngàng khi mà nước Mỹ tự nhiên qua chơi thân với nước Tàu hay qua chơi với Việt Cộng. Tất cả cái này gọi là giao thương. Cái này gọi là economic renewal, chứ không phải relation nha. Anh chị em hiểu được chưa? Dạ, tôi hiểu. Dạ, hiểu. Cho nên cái câu mà 755 nói là giao thương nó giỏi lắm. Tại cái chữ này nó nằm ở đây là economic renewal. Tìm một cái thế kinh tế mới, cơ hội mới nha. Cho nên họ phải giao thương. Nhưng mà cái đoạn văn quan trọng nhất của cái công hàm thứ nhất này ở chỗ nào quý vị biết không? Là câu gần cuối cùng. We tức là chính phủ Mỹ và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. We all must work together. Quý vị có biết là ở nước Mỹ mà dùng chữ must rất là nặng nề không? Nước Mỹ, nếu mà chúng ta thường thường chúng ta học Anh văn đó, chúng ta thể mà nói tôi muốn hay tôi cần làm cái việc đó là chúng ta dùng cái danh từ lịch sự gọi là to have, đúng không ạ? À? Tức là we have to work, tức là chúng ta phải làm việc, đúng không ạ? À? Có phải về 0708 hay là 7? Dạ đúng ạ. Dạ đúng. Dạ thưa đúng ạ. Dạ thưa đúng ạ. Chứ không có ai dùng chữ must đó. Must là phải mà ra lệnh đó. Mà là cần thiết lắm mới dùng chữ must. Mà đây ông Tổng thống, ông viết cho một ông thủ tướng, hai một chính phủ đại cường quốc mà viết cho một cái chính phủ nhỏ như cái đầu tâm của mình đó, mà viết như thế này, we là hai chúng ta, all tức là tất cả đó, hai chúng ta đó, must work together, tức là chúng ta phải làm việc với nhau. Anh chị em phải nhớ những câu này để khi mà anh chị em muốn giải thích cho những người nào chưa hiểu về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng ta đừng dùng những cái lời của chúng ta thả chúng ta, mà chúng ta phải dùng những lời của những vị tổng thống của cường quốc Hoa Kỳ tả về chúng ta nhé, đúng không? Lời nói chúng ta đâu có giá trị cho bằng lời nói của ông tổng thống Hoa Kỳ, đúng không? Dạ thưa đúng ạ, nói có sách mách có chứng ạ. Nhưng mà chúng ta không có giảng gì không quan trọng này thì chúng ta không có nói được cái quan trọng của những công hàm này. Tại sao ông tổng thống Đặng Quân ổng có rất nhiều công hàm, ổng đưa mấy cái công hàm này ra thôi là đủ cái gì anh chị em biết không? Đủ đồ chơi cho anh chị em rồi đó. Nhưng mà tại anh chị em cầm cách lỏng lẻo quá nha. Nếu anh chị em để ý cái câu văn này thì anh chị em không có lỏng lẻo, là we all must work together. Mà work together, work về cái gì? Ổng đâu có rủ chúng ta đi chơi, đi du lịch đâu. Ổng muốn chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam của chúng ta work together để làm gì biết không? To build a safer, tức là xây dựng một sự an toàn, more prosperous là thịnh vượng, and more democratic world, tức là hai chính phủ chúng ta phải làm việc một cách chặt chẽ để xây dựng sự an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn cho thế giới. Anh chị em thấy cái câu văn này nó như thế nào vậy? Rất thâm sâu và thiệt hảo và thưa tổng thống. Bây giờ anh em thấy rồi phải không ạ? Nên cố gắng coi luôn luôn trong người, đi ra trận phải luôn luôn mang những cái này là vũ khí của mình đó. Đây là vũ khí của mình chứ mình đâu có cần mang khẩu súng côn đâu. Khẩu súng côn bắn được có 6 phát, 5 phát thôi nha. Còn khẩu súng này nó bắn tới hỏa tiễn lần nha. Tại nếu mà các anh chị em giải thích cho cán bộ cộng sản cầm cái công hàm này ra, đây kể cả cái quốc gia của anh đang bảo rằng các anh là sở hữu chủ của nước Việt Nam, các anh có một quân đội tinh nhuệ đang làm việc chặt chẽ với quốc gia Hoa Kỳ, anh có được một cái công hàm của chính phủ Hoa Kỳ viết cho ông lãnh đạo của chính phủ anh, có đúng không thưa anh chị em? Dạ thưa đúng. Dạ thưa đúng. Dạ đúng ạ. Và rất tiếc là tại vì mấy anh em ở trên đồn công an thì họ không biết tiếng Anh, cho nên anh chị em cầm theo cái bản công hàm dịch ra tiếng Việt Nam đó, mấy em coi đi nhé. Đó là cái công hàm thứ nhất. Bây giờ anh chị em nắm vững rồi phải không? Dạ. Dạ nắm vững. Đoạn là we all must work together to build a safer, more prosperous and more democratic world. Là chúng ta phải làm việc với nhau để xây dựng nền an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn cho thế giới. Chứ không phải cho hai quốc gia. Không phải là cho our country. Mà
for the world, tức là cho thế giới. Là vậy thì cái chính phủ chúng ta có cái gì mà để mà chính phủ Mỹ làm việc? Anh chị em suy nghĩ có đúng không? Dạ đúng ạ. Chính phủ mình một miếng đất tạm dung còn nhỏ nhỏ bằng cái lỗ mũi, mà bây giờ làm sao mà chính phủ Mỹ yêu cầu mình phải để làm việc để mà xây dựng cái sự an toàn thịnh vượng và dân chủ hơn cho thế giới, mình lấy cái gì để mình làm? Và câu kết luận của ông là I appreciate, tôi rất là mang ơn, your concern about this important issue. Tổng thống của Hoa Kỳ viết cho chúng ta như vậy đó. Quý vị có hãnh diện không? Dạ, rất hãnh diện. Dạ, cảm ơn tổng thống. Rất hãnh diện là thưa tổng thống. Một đề nhất tổng thống là viết cho cái chính phủ nhỏ bằng cái móng tay của chúng ta, mà họ đòi chúng ta, nếu mà chúng ta chú ý tới cái issue họ đưa ra như thế này, họ mang ơn chúng ta lắm. I appreciate your concern about this important issue. Tức là tôi rất cảm ơn cái suy nghĩ của anh về cái đề tài quan trọng này. Nhớ nha. Dạ. Nếu mà sau cái buổi họp FPT ngày hôm nay em có công hàm này thì tìm cái công hàm này giữ trong tay, và nếu cần in ra tiếng Việt Nam dịch cho đúng nghĩa. Đó là cái công hàm thứ nhất. Cái công hàm thứ hai, tại vì nếu anh chị em hiểu cái công hàm thứ hai thì anh chị em công an nói nè, các anh coi chừng đó nha, các anh đọc và hiểu cái công hàm này không, mà coi chừng có ngày mà chúng tôi có cái lực lượng tới còng tay, còng đầu mấy anh lại nha. Trong cái công hàm này, cái chữ nào quan trọng nhất anh chị em biết không? Công hàm thứ hai đó. Bây giờ có anh chị em nào hiểu cái chữ nào quan trọng trong cái công hàm thứ hai này không? Đó, anh em suy nghĩ đi. Nhiều khi anh chị em đâu có cái công hàm trước mặt đâu, phải không ạ? Dạ, không có. Rồi, thôi được. Cái công hàm thứ hai vào ngày 4 tháng 4 năm 1994, cái câu chót, time will take care, tức là thời gian sẽ lo hết tất cả chuyện còn lại. Tức là ông ta nói we can focus on the critical work ahead. Tức là những cái công việc mà chính phủ Mỹ đang tiến hành phía trước mặt đó, là họ cảm ơn là tại vì cái sự giúp đỡ của những người rất là lo lắng cho con người hay là lo lắng cho nhân loại giống như chúng ta, thì chính phủ Hoa Kỳ hoặc là chính phủ Hoa Kỳ và chúng ta có thể nhắm tới những cái công việc làm ở đằng trước mặt. Nhưng mà cái câu quan trọng hơn hết là cái câu này là chính phủ Mỹ làm chứ không phải chúng ta làm nhé. Cái câu quan trọng là time will take care of the rest. Tức là họ nói rằng đó, ông cho tôi cái thời gian đi. Nếu mà dịch cho kỹ thì câu này có nghĩa là cho tôi cái thời gian để tất cả những việc khác chúng tôi sẽ lo hết cho. Đó là cái câu văn như vậy đó nhé. Thì nếu mà anh chị em hiểu câu này và anh chị em có cái văn thư này trong tay thì anh chị em có lo lắng gì nữa không? Dạ không. Dạ, thưa không. Không, không. Đúng không? Dạ, chúng ta không. Sẽ bớt lo lắng mà chúng ta sẽ chú tâm vào việc tự dạy chúng ta để chúng ta đừng có phải ngã nghiêng hay là chúng ta lo nhiều công chuyện không biết Mỹ bỏ mình chưa, Mỹ theo Việt Cộng chưa, Mỹ theo Bắc Hàn hay Mỹ theo Tàu. Nhé. Tại cái này cái văn thư tổng thống họ ký đó. Cho nên chúng ta chỉ focus, tức là chú tâm focus vào cái việc trưng cầu dân ý, để chúng ta chỉ cần cái thế quốc dân cho mạnh nữa mà thôi nhé. Là cái thế quốc dân mà chúng ta không có thì chúng ta cũng đã mạnh ở thế quốc tế. Anh chị em thấy chưa? Anh chị em có thấy chưa? Dạ thưa thấy. Chúng ta cần thế quốc dân để chúng ta giúp đỡ cho phía chính phủ Hoa Kỳ có cái chính lý khi họ nói chuyện với cái lưỡng viện quốc hội của họ nhé. Anh chị em hiểu không? Cho nên cái mà chúng ta trưng cầu dân ý mà dân theo chúng ta đó, ở trong chính phủ Mỹ luôn luôn có phe Cộng hòa, phe Dân chủ. Cho dù chúng ta thân cả hai bên, nhưng mà phe nào đang cầm quyền thì chúng ta cũng cho họ cái sự thuận lợi là khi họ nói về chính phủ của chúng ta là chúng ta có đủ các yếu tố để được nhận viện trợ của thế giới, nhận sự ủng hộ của thế giới nha. Chúng ta khác hẳn Venezuela, chúng ta khác hẳn với Hồng Kông. Hồng Kông và Venezuela bây giờ phải đi theo cái con đường của chính phủ của chúng ta đó, vì họ tưởng rằng họ làm bạo động, họ làm tất cả mọi chuyện họ có thể đạt được. Đó là họ đánh giá sai lầm những tên như Tập Cận Bình nha, hoặc là họ đánh giá sai lầm cái quyết tâm của Đảng Cộng sản Tàu nha. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta vẫn cẩn thận, chúng ta cần thêm trưng cầu dân ý để chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho chính phủ Hoa Kỳ, chúng ta giúp đỡ cho nhà cầm quyền Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc khi nói về chính phủ chúng ta. Ngay cả việc thay lá cờ tại Liên Hiệp Quốc
chúng ta đã thắng thế vì chúng ta là chính phủ của dân. Anh chị em nhớ chưa? Dạ, nhớ. Chúng ta muốn chứng minh lúc nào cũng được. Chúng ta cầm có cái chip, chúng ta ấn vô cái máy họ, cái họ thấy cả triệu người Việt Nam đang bầu cho chúng ta. Chứ chúng ta không cần phải ôm cái chồng tài liệu dày cao nữa này, chở cả cái xe lại Liên Hiệp Quốc hay là tại Washington. Chúng ta chỉ cần cầm cái con chip nhỏ bằng cái ngón tay, chúng ta ấn vô máy họ có ngay. Anh chị em hiểu không? Cho nên cái thế của chúng ta là bây giờ chính chúng ta phải tự huấn luyện chúng ta đó, là những thành viên đồng nhiệm trong chính phủ, phải làm cho chính chúng ta hiểu thấu đáo và tỏ tường những cái gì chúng ta có, cái thế quốc tế chúng ta nằm ở đâu và thế quốc dân chúng ta nằm ở đâu. Hai tay của chúng ta phải nằm hai cái tối thượng của một chính quyền, phải không thưa quý vị và anh chị em? Một chính quyền mà có sự hỗ trợ của quốc tế và sự công nhận của quốc dân thì không có thế lực nào đánh ngã được cái chính quyền đó cả. Cho nên dù cho đấu tranh đổ máu, đổ nước mắt như Hồng Kông hay Venezuela vẫn không có thể đạt được cái thế chính nghĩa như chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta. Vì chúng ta chịu đựng gian khổ mấy chục năm trời là để thứ nhất là có thế chính nghĩa của quốc tế và chính nghĩa của quốc dân, và đồng thời chúng ta còn đi thêm một cái thế dữ dội hơn nữa là chúng ta siết cổ kẻ thù nhưng không thèm kéo cái sợi dây cho nó chết, để quốc tế làm khi cần mới đến chúng ta. Chúng ta siết cổ chúng nó bằng cái gì, anh chị em có biết không? Là anh chị em thấy đó, chúng ta có cái thế quốc tế là dựa vào những công hàm của Mỹ, và đồng thời sau này chúng ta có những công hàm của Liên Hiệp Âu Châu 27 quốc gia nữa. Nhưng mà thiệt sự dù là Liên Hiệp Châu Âu cũng lệ thuộc Hoa Kỳ đó, anh chị em biết không? Cho nên chúng ta vững vàng đi cái thế song hành với chính phủ Hoa Kỳ, và chúng ta có cái thế quốc dân là trưng cầu dân ý. Hiểu được chưa? Quốc tế là chúng ta có công hàm của Mỹ, của Liên Hiệp Châu Âu. Quốc dân là chúng ta có trưng cầu dân ý. Anh chị em có nắm vững chưa? Dạ thưa, dạ thưa. Còn chúng ta còn siết cổ kẻ địch của chúng ta là bằng cái lo suốt 38.000 tỷ trồng vào cổ của Tập Cận Bình đó. Đó là cái thế mạnh thứ ba đặc biệt của chúng ta. Vì chúng ta cần hỗ trợ cái thế quốc tế và thế quốc dân bằng cái siết cái cổ của con quái thú này, không cho nó chạy đi đâu cả. Anh chị em hiểu được rồi phải không? Dạ, tôi hiểu. Chúng tôi rất là thương và nghĩ nhiều tới đồng bào, rất là mong anh chị em trong nội địa phải hiểu cái gì chúng ta có. Thì những anh chị em đó là những người đang đương đầu với giặc, coi như là những chiến sĩ tại trận địa. Họ nguy hiểm hơn tất cả các anh chị em khác ở tại hải ngoại, vì họ đang nằm trong bàn tay của kẻ thù. Cho dù chúng ta dùng mọi cách để chúng ta ngăn chặn sự trấn áp của kẻ thù, nhưng mà nếu mà chúng nó nổi cơn điên lên, chó điên mà nó cắn mình cản sao được, có phải không thưa quý vị? Cho nên chúng ta phải luôn luôn đặt cái tình thương và sự lo lắng của chúng ta nhiều vào anh chị em tại nội địa nhé. Họ là những người đối với chúng tôi, với chúng ta, họ là những người can đảm, có trí tuệ, khôn ngoan và thông minh nhất thì họ mới tồn tại. Tuy nhiên, hiện nay, cái lợi thế của chúng ta là chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngã qua phía chính phủ chúng ta rất nhiều rồi, nhé. Cho nên nếu mà anh chị em gặp một anh công an cảnh sát nào đó bắt về đồn, họ lỡ đập bàn một cái thì chỉ nhìn họ mà cười nhẹ thôi, chứ đừng nổi nóng với họ, mà cũng đừng giận dỗi họ, nhé. Nhiều khi họ không biết trong đồn nó có bao nhiêu người theo ông Đào Minh Quân, cho nên họ đập bàn đập ghế như vậy. Nhưng anh chị em cười nhẹ là họ biết rồi, chứ đừng có chống họ, đừng có sợ họ. Nhớ nghe, đó là mình cũng ban bình an. Anh chị em mà thể họ hung dữ thì nên bình tĩnh cười nhẹ thôi nhé. Đừng có cười khiêu khích thì họ nổi điên lên, họ thành con chó điên nhé. Chỉ cười với sự thông cảm họ. Họ không đáng để cho anh chị em chú ý đâu nhé. Tại bây giờ mình phải cố gắng để lo cho chính phủ của mình. Mình phải đủ hàng ngũ cán bộ vững vàng để mà thuyết giảng về chính phủ, để chúng ta không có cần nói hoang tưởng mà chúng ta nói thực tế, nói có sách và mách có chứng, để chúng ta tăng cường cái trưng cầu dân ý. Cái sự tăng cường trưng cầu dân ý để hỗ trợ cho phía chính phủ Hoa Kỳ, hỗ trợ cho quốc tế, hỗ trợ Hoa Kỳ khi mà cần phải đưa ra trước lưỡng viện quốc hội, và hỗ trợ cho quốc tế khi cần bước vào Liên Hiệp Quốc, thì chúng ta đầy đủ tư cách là đại diện cho nước Việt Nam nha. Anh chị em nhớ nha. Dạ thưa nhớ. Nếu có gặp sự khó khăn thì cũng cố gắng dịch một chút rồi cố gắng. Vì cái trưng cầu dân ý để nó xác định vị trí đại diện của chúng ta, đại diện cái nước Việt Nam trước
quốc tế. Và chúng ta chuẩn bị nếu Cộng sản Việt Nam không chịu trao trả chính quyền thì chúng ta mời quốc tế để giải giới quân sự. Vì chúng ta có đủ cái thực lực. Cái thực lực của chúng ta chính là cái lá phiếu trưng cầu dân ý của quốc dân đồng bào đó quý vị. Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta thấy bài học Venezuela cực lắm. Tổng thống Mỹ lên tiếng ủng hộ, nhiều nơi lên tiếng ủng hộ, nhưng mà anh ta chưa có cái trưng cầu dân ý. Và anh ta chưa có nắm được cái văn thư nào, công hàm nào của quốc tế cả như chúng ta nắm. Hồng Kông cũng vậy, cũng tội nghiệp lắm, đổ máu xương, đổ nước mắt, nhưng vẫn hiện nay còn long đong lắm nha. Nhưng mà rất may cho họ, họ biết bắt đầu nhìn tới cái thế trưng cầu dân ý, cho nên họ đã bắt đầu chuyển qua thay vì đấu tranh bạo động, họ đi theo thế trưng cầu dân ý. Và các anh chị em tại Hồng Kông ngày hôm nay đã thắng cái trưng cầu dân ý ở cấp quận, nhưng họ chưa thắng được cấp tỉnh và cấp quốc gia, tức là cái cấp governor đó, tức là họ chưa có được cái cấp đó, họ chỉ có cấp quận thôi, nhưng mà họ sẽ tiến lên dần dần nhé. Và chúng ta có lẽ đã nghiên cứu để giúp đỡ họ. Tại cái này chúng tôi đã chỉ cho Hồng Kông cách đây 30 năm về trước, khi chúng tôi đến gặp governor của Hồng Kông lúc bây giờ, đố anh chị em biết là người nào? Ông tên là Christopher Francis Patton, có phải không ạ? Christopher Patton, đúng rồi. Yeah. Đó là thống đốc cuối cùng của Hồng Kông. Trước khi ông ta chuyển giao Hồng Kông cho Tàu, chúng tôi có khuyên lơn là không nên chuyển giao mà nên thành lập một chính phủ và chỉ dùng cái thế trưng cầu dân ý sẽ có đủ số phiếu để hủy bỏ cái hiệp ước ký kết giữa Anh và Tàu Cộng, vì hai cái người ký kết đó không có dính dáng gì đến Hồng Kông cả. Tại lúc bây giờ là Trung Hoa Đại Lục, tức là nước Tàu bây giờ đó, không có Hồng Kông. Hồng Kông lúc đó là thuộc về Anh Quốc, là hương cảng. Còn nước Anh đâu có phải là người Hồng Kông đâu, có phải không ạ? Hai cái người không có dính dáng gì tới quốc gia của mình mà để họ ký kết mà mình phải công nhận. Đó là một cái ngu của dân Hồng Kông đó quý vị. Cũng như người Việt Nam chúng ta chấp nhận những văn kiện ký kết giữa ai? Giữa Cộng sản Việt Nam và Pháp. Cộng sản Việt Nam không có đại diện cho nước Việt Nam và Pháp cũng chẳng phải là người Việt Nam. Thì cái ký kết giữa hai người này đâu có ăn thua gì đâu. Có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi, để từ từ những lần khác chúng ta sẽ nói thêm. Vì chúng tôi mong rằng các anh chị nên tìm hiểu nhiều. Không có cái dạy nào mà giống cái dạy nào cả. Giống như ngay bây giờ những người Cộng sản Việt Nam phải hiểu rằng nếu chính phủ chúng ta trở về nước càng sớm ngày nào thì chính họ là những người Cộng sản Việt Nam thoát cái gọng kìm của Trung Quốc, của Tàu Cộng, mau chóng chừng nấy, rồi mới tới người dân đó. Yeah. Hễ mà chúng ta bước vào Việt Nam, một cái việc đầu tiên là chính cán bộ Cộng sản Việt Nam thoát cái gọng kìm của Tàu Cộng ngay tức khắc. Đúng không anh chị em? Dạ, thưa đúng rồi. Dạ, thưa đúng rồi. Dạ, thưa đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Ngay khi ông Đào Minh Quân mà bước lên máy bay, mặc dù cho đến bằng chiến hạm tại Cam Ranh hay là đến bằng máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất, thì ngay khi chúng tôi bước xuống, chúng ta bước xuống phi trường là đã giải cứu. Cái người mà chúng ta giải cứu đầu tiên không phải là người dân Việt Nam đâu, mà chính là cán bộ Cộng sản Việt Nam đó, đã thoát khỏi cái gông cùm của Tàu Cộng đó. Nha. Nhớ nghe, giảng cho họ như vậy. Cái thứ hai là tất cả 100 triệu người dân Việt Nam là không phải trả một món nợ nào cho Tàu Cộng cả. Có sướng không thưa quý vị và anh chị em? Dạ, dạ. Quá sướng, dạ. Quá sướng. Dạ. Cái điểm này là vì anh chị em không nắm vững để giảng dạy cho người dân. Không, dạ, phải nói hoài đó chứ à. Ngày nào cũng nói hết. Nhưng mà phải nói nữa. Nói đến khi nào họ phải tin tới, họ bỏ phiếu cho đủ cho lẹ. Nha. Là tại vì dạ, nếu mà mình nói mà người ta không nghe, có thể mình nói chưa đủ, hoặc là nói chưa có quyến rũ, hoặc nói chưa có rõ. Mình giải thích cho rõ ràng thì người dân sẽ nghe. Chúng ta cần phải nói cho rõ ràng, không cần phải nói nhanh, phải tôi luyện cái âm thanh của mình khi nói nữa. Không có nói quá nhẹ, âm thanh phát ra phải tròn tiếng, gãy gọn, không có lắp bắp, không có nhễ nhại, thì thào. Cho nên người trong chính phủ mình nắm chính nghĩa là mình phải xuất chính ngữ. Chứ mình có chính nghĩa mà mình không xuất được cái chính ngữ, mình nói chuyện thì thào hay lắp bắp thì không có thể cái đó gọi là chính ngữ được nha.
Anh chị em hiểu chưa? Mình phải tập đứng trước gương, nói rõ ràng, không cần phải nói nhiều, nói những điều gì cần nói. Đó là khi mà ông Đào Minh Quân bước xuống phi trường, là việc đầu tiên là những người cán binh bộ đội Cộng sản, đảng viên Cộng sản là thoát ngay cái lộng kìm của Tàu Cộng. Và kế đến là toàn dân Việt Nam không phải trả bất kỳ cái món nợ nào cho Tàu hết. Không những là không phải trả cho Tàu vật, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới chúng ta cũng khỏi phải trả nợ. Vì khi chúng tôi làm thủ tướng, chúng tôi đã tiên liệu việc này, cho nên chúng tôi có ký một cái văn thư. Cái văn thư đó để phủ nhận tất cả hợp đồng giao kèo của Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với bất kỳ quốc gia nào và bất kỳ công ty nào. Thì những cái vấn đề mà nhà thầu mà họ ký kết rồi họ tăng tiền lên để mà họ móc túi người dân sẽ không còn nữa. Và chúng tôi sẽ yêu cầu ngưng tại chỗ luôn nha. Để chúng ta gọi những nhà thầu có khả năng, có uy tín và có kỹ thuật cao đến làm việc cho chắc chắn. Chứ không có dùng những nhà thầu mà đã ăn chặn, ăn chia với bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam nha. Như vậy người dân là chúng ta bước đến phi trường là chúng ta đã thực hiện được cái vế, một vế trong câu không làm khổ dân rồi đó, thưa quý vị. Chúng ta không có trả nợ, cái đó là cũng là không làm khổ rồi đó, mà có thể nói là sướng rồi đó, nha. Chứ không nói chuyện chúng ta lấy những cái giao kèo và bắt đầu chia cho người dân hợp tác để mà chia theo cái lợi nhuận mà chúng ta có. Dạ, hiểu ạ. Hiểu là đúng rồi, nhưng mà tôi muốn nghe trong nước. Là vậy, vì những trong nước là anh chị em đối diện hàng ngày. Cái nào không hiểu thì hỏi lại chúng tôi giảng. Để khi anh chị em giảng ra cho người dân quan trọng lắm. Tuy rằng những anh chị em tại hải ngoại này khi lên livestream rất là quan trọng. Nhưng mà chúng tôi cần nghe tiếng nói của người nội địa. Anh chị em mà giảng được là quan trọng hơn là chống đối họ. Tại vì sức lực của anh chị em không có bao nhiêu để mà chống đối cả. Nhưng anh chị em giảng dạy một cách từ tốn, bao dung, họ sẽ nghe. Có đúng không? Mà nếu họ muốn dỡ cái thói vũ phu, chúng ta có cách trị nha. Chỉ có điều chúng tôi mong mỏi và mong muốn và mong ước là ba mong đó. Tức là anh chị em phải luôn luôn bình tĩnh, cái bình tĩnh để mình đối đầu nha. Rồi thôi bây giờ đã hết giờ rồi đã. Ngày nào chúng ta cũng muốn giảng giải với nhau, tâm tình với nhau, nhưng bây giờ là ăn qua tới 12 giờ mười mấy phút rồi. Vậy thì anh chị em còn có những câu hỏi gì không? Tại lần nào chúng tôi cũng hỏi mà anh chị em không có câu thắc mắc. Và rồi đến khi chúng tôi hỏi là anh chị em thì anh chị em lại không trả lời được. Bây giờ trên diễn đàn FCC những anh chị em trong nước có còn thắc mắc cái gì nữa không? Cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ về cái tiểu sử đó thì chúng tôi biết là nếu người nào cố gắng thì sẽ có cái bản tiểu sử. Nhưng mà tại điều kiện trong quốc nội nhiều khi cũng khó khăn, không có được cái cuốn sách giống như là những anh chị em ở tại hải ngoại. Thì có thể chúng ta làm từng tập. Thì bây giờ ở trên diễn đàn đó, tôi nghĩ có hai người có thể làm được điều này. Là tôi nhờ 708 đó là đã có đang soạn. Thì bây giờ soạn chia nó thành từng tập. Và 737 là hai người có thể lấy cái tập mà tiểu sử soạn ra từng tập để gửi lên ở trên diễn đàn, nhưng mà gửi từng tập nhỏ thôi để anh chị em có thể tự in ra được. Thật sự thì những công hàm có dịch ra ở trên cái website chinhphuquocgia.com hết á, hoặc là trong các cái website của chúng ta đó, có thể vào đó và tìm ra được cái bản văn. Nhưng mà tại vì điều kiện của anh chị em mình tội nghiệp lắm, là tại vì khi mà Cộng sản đến đó, thì nó bóp cái bao tử, tức là nó giữ về mặt kinh tế, cho nên anh chị em chúng ta dù cố gắng cách nào đi nó cũng không có đầy đủ phương tiện cho bằng những anh chị em tại hải ngoại. Cho nên chúng ta cố gắng giúp đỡ cho những anh chị em trong nước nhé. Thì chúng ta có thể in từng tập để gửi đi. Tại vì nếu anh chị em đọc kỹ cái tiểu sử đó thì tôi nghĩ rằng là những người Cộng sản cũng muốn bầu cho chúng ta và người dân cũng muốn bầu cho chúng ta nữa. Tại vì nếu chúng ta giảng giải rất rõ như vậy thì người dân họ hiểu ngay cái quyền lợi của họ. Và muốn chứng minh thì mình đem những cái văn thư, những công hàm của Hoa Kỳ, của Liên Hiệp Quốc chúng ta cho người dân thấy. Và đề nghị là 708 đó, với 737 cố gắng trích lại những cái công hàm. Mà nếu Trung tướng Lâm Ái Huệ có thì giờ thì soạn tiếng Việt Nam để gửi cho các anh chị em đó. Ngày xưa những người đại biểu trong chính phủ đều nắm 8 cái công hàm quan trọng. Và nhờ nắm 8 cái công hàm quan trọng đó mà các vị đại biểu tiên khởi là đầu tiên thì chính phủ ra trận rất là tự tin.
nhé. Cho nên chúng ta nên soạn lại 8 cái công hàm quan trọng đó để nếu có thời giờ dịch ra tiếng Việt Nam cho những người trong nước nắm vững cái công hàm đó để họ làm việc với những người chung quanh và làm việc với các đồn công an nhé. Còn để trả lời câu của 1041 đó, thì hiện nay trong nước bắt đầu nên đổi tiền USA là vừa. Nhưng mà tốt hơn chúng tôi đề nghị tất cả anh chị em là nên đổi tiền USA, tức là đồng đô la đó. Mà Cộng sản Việt Nam nó bắt đầu sẽ thay đổi luật. Vì cách của chúng ta làm là phải từ trong đánh ra. Ví dụ như chúng ta muốn trưng cầu dân ý thì chúng ta ép Cộng sản Việt Nam phải làm cái luật trưng cầu dân ý. Cũng như chúng ta muốn đổi tiền đô la thì chúng ta phải ép Cộng sản Việt Nam là không có bắt người dân khi họ đổi đồng tiền đô la. Nhưng bây giờ đó là vẫn đi từ từ, tức là Cộng sản Việt Nam đòi tới 100 đô la là, hoặc là 1000 đô la thì người dân Việt Nam làm gì có số tiền lớn như vậy, phải không anh chị em? Nhưng mà tới đây anh chị em sẽ thấy họ chấp nhận đổi đồng tiền đô la, cho dù họ rất cần đồng tiền đô la vì ngân khoản và ngân khố của Cộng sản Việt Nam đã cạn kiệt. Họ đang muốn bán tháo những cái kho tàng mà đồng đô la của Việt Nam trong nội địa. Nhưng mà chuyện đó chúng tôi sẽ nói vào cái ngày khác. Còn câu hỏi của 1004 đó, thì đúng vậy. Cái hiến pháp đầu tiên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chỉ có 4 chữ là không làm khổ dân. Nha. Anh chị em đừng có nói thêm cái chữ nào khác. Còn cái chữ lấy lại đất tổ là cái mục đích của chúng ta, chứ không phải là cái hiến pháp đầu tiên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Câu chuyện nó xảy ra là vì khi chúng tôi tiếp xúc với người Hoa Kỳ, họ hỏi những cái điều này mà chúng tôi không có mang theo cái hiến pháp nào của đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa, thì tự nhiên bề trên chỉ cho tôi 4 cái chữ này. Thì chúng tôi nói hiến pháp của Việt Nam chúng tôi hiện nay là không làm khổ dân. Thì họ nói sao cái hiến pháp ngắn quá vậy? Thì chúng tôi nói thì dựa vào cái hiến pháp này đó, thì các cái nhà luật gia và các cái quốc hội lập pháp và lập hiến sẽ soạn ra các cái luật lệ, nhưng luật lệ nào cũng không được làm khổ người dân. Yeah. Cho nên anh chị em phải nhớ rằng hiến pháp của chúng ta chỉ có 4 chữ, chứ không có 8 chữ. Tại nhiều anh em thấy cái chữ mà lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, cho nên cứ nói là hiến pháp chúng ta 8 chữ. Nhưng đúng như là 1004 là hiến pháp đầu tiên của chúng ta khi chúng tôi tiếp xúc với Hoa Kỳ, là chúng tôi đưa ra cái hiến pháp đầu tiên chỉ có 4 chữ là không làm khổ dân nhé. Cái hiến pháp đó là hiến pháp ngắn nhất trên thế giới đó, thưa anh chị em. Các anh chị em nhớ không ạ? Dạ. Nhớ. Cái hiến pháp đó của cả đến quốc gia Việt Nam lâm thời nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các quý vị và anh chị em. Mỗi người tùy theo cái hiểu biết của mình trả lời, người nào cũng hay hết á. Yeah. Nhưng mà thật sự mà nói đó, quý vị nghĩ rằng Cộng sản có cơ hội để ra ứng cử không vậy? Dạ không. Cho nên dạ, giờ này dạ, tôi chỉ hỏi vậy thôi, thì anh em sẽ trả lời. Cho nên giờ này mà chúng ta còn lung tung lắm, nghĩ là Cộng sản nó có cơ hội sao? Dạ không. Anh chị em nghĩ ông nó không có cơ hội nào cả nhé. Yeah. Vì anh chị em phải hiểu rằng đó là lý do tại sao mà chúng tôi cố gắng để huấn luyện tất cả anh chị em trong cái phòng FCC này. Cho nên nhiều khi chúng ta có 3 cái không có khôn. Cái thứ nhất là biết những chuyện không cần biết, hoặc là không biết những chuyện cần biết, hoặc là biết mà biết không tới nơi tới chốn. Anh chị em phải hiểu một điều như thế này, dưới một cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản không có cơ hội để làm một người công dân, thì làm sao họ có tiêu chuẩn để họ ra họ ứng cử? Tại vì dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản là những người sống phi pháp ngoài vòng pháp luật. Cho nên nhiều anh chị em là hiện nay bị vướng vào cái media, tức là media toàn cầu. Bữa lần tới đó, chúng tôi sẽ giảng cho anh chị em về cái thủ đoạn của Tàu khi nó sử dụng media toàn cầu. Kể cả việc sử dụng media để tấn công ông Tổng thống Donald Trump, là một vị Tổng thống đệ nhất cường quốc, mà đôi lúc cũng phải lúng túng vì sự tấn công của truyền thông. Cho nên chúng ta thấy chúng ta vẫn còn bị chia trí nhiều lắm đó. Vì khi mà dưới một chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì anh chị em phải hiểu rằng anh chị em có nghiên cứu tới đạo luật 10 trên 59 không? Dạ, dạ, kính thưa Tổng thống, đạo luật 10 trên 59 là Cộng sản ở ngoài dòng luật pháp, Tổng thống. Giỏi. Đạo luật 10 trên 59 là đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật, làm sao ứng cử được? Mà chưa có vị Tổng thống nào, kể cả Tổng thống Thiệu,
và kể cả chúng tôi là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chưa có bao giờ phủ nhận cái đạo luật 10 trên 59 cả. Vậy thì nếu có sự hồi sinh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là Đệ Tam Cộng Hòa có mặt tại Việt Nam, thì Đảng Cộng sản không có đủ quyền công dân để ra ứng cử. Đừng có nói chuyện bầu cử cũng không có quyền nữa nhé. Họ muốn bầu cử thì họ phải trở nên là công dân của Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị em nhớ chưa? Đã nhớ. 708 đúng vững không? Dạ nhớ. Ở đây chúng ta không có cần cái định luật như bên Úc. Bên Úc cũng chẳng có đúng, mà bên Mỹ cũng chẳng có hoàn toàn. Yeah. Cái electoral vote của Mỹ cũng chẳng có hay lắm, cho nên mới xảy ra những cái chuyện như là ông Trump, ông ít phiếu hơn bà Clinton mà ông lại đắc cử tổng thống vì ông thắng cái electoral vote. Sở dĩ có những cái định đề về electoral vote hoặc là general vote, tức là vote từng tiểu bang hoặc là vote chung chung, có nghĩa là vì nước Mỹ này mỗi một tiểu bang đều có 2 thượng nghị sĩ. Trong nước Mỹ có 50 tiểu bang nên có 100 ông thượng nghị sĩ. Nhưng mà điều đó không công bằng vì có những tiểu bang có tới 3-40 triệu người, như là tiểu bang California cũng chỉ được có 2 người thượng nghị sĩ. Mà có những tiểu bang chỉ có 2-3 triệu người cũng có 2 ông thượng nghị sĩ. Cho nên nếu chúng ta vote dựa theo cái tiểu bang thì nó không có công bình. Anh chị em có thấy được điều đó chưa? Dạ thưa thấy ạ. Dạ thưa dạ, thấy ạ. Thưa đúng ạ. Cho nên cái electoral vote đưa ra là vì nước Mỹ cái phân vùng địa lý của họ không đồng đều. Còn các cái nước theo chế độ mà Pháp thuộc hồi xưa đó, tại nước Pháp họ luôn luôn họ cho rằng họ văn minh, cho nên họ dùng cái chế độ là người mỗi người dân là một lá phiếu, cho nên người nào nhiều phiếu người đó thắng. Còn bên Úc là một cái tạp nham giữa Pháp và Mỹ, tức là họ theo do Anh, cho nên họ dùng tiểu bang rồi lại dùng đảng phái, cho nên họ nhiều khi họ đánh nhau chí chóe nha. Còn chúng ta có cái phương pháp của Việt Nam mà kính thưa quý vị và anh chị em, khi chúng ta về nắm chính quyền thì chúng ta sẽ thuyết phục người dân thấy cái phương pháp tổng tuyển cử chúng ta là hay nhất, công bình nhất và khả thi nhất. Và đến lúc này thì chúng tôi chưa có tiết lộ nha. Chưa phải lúc để chúng ta đề cập, vì nhiều anh chị em chúng ta không có hiểu rằng trên diễn đàn có những người cộng sản đã đi vào trong chính phủ nhưng mà chưa thật tâm để theo chính phủ mà để dò xét, dò la để lấy tin tức nữa. Anh chị em có biết không? Tại sao phải dò la lấy tin tức? Dò la lấy tin tức để còn có những hy vọng mong manh là đánh trả lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó nhé. Yeah. Có đúng không vậy, thưa anh chị em? Dạ, đúng ạ. Cho nên có những điều chúng ta nói được công khai, có những điều chúng ta chưa nói công khai, chứ không phải không nói công khai. Vì việc đầu tiên của chúng ta là làm sao để đưa chính phủ về trong nước. Và hãy tin rằng chính phủ chúng ta có thể thắng được Tàu, có thể thắng được Cộng sản miền Nam để về trong nội địa. Thì khi về nội địa rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng chính phủ này sẽ vững vàng vô cùng. Và điều đó anh chị em có thể tự mình suy nghĩ lấy nha. Tự mình suy nghĩ lấy là những người đảng viên Cộng sản có cơ hội để đi bỏ phiếu hay không mà nói đến chuyện ra ứng cử. Tại vì chắc chắn những người ra ứng cử phải có những người đề cử, có phải không ạ? Thì phải có lý lịch tốt nữa chứ. Dạ. 708 có biết không ạ? Cho nên có nhiều khi có những ý nghĩ rất là hay nhưng mà nhiều khi nó vượt qua. Dạ. Yeah. Ừ. Tại vì chúng ta sẽ không để cho có cơ hội xảy ra. Như chúng tôi tuyên bố là khi chúng ta trở về thì chúng ta phải biến ngày 30 tháng 4 năm 75 là ngày mất nước sau cùng. Thì chắc chắn là chúng ta tổng tuyển cử. Nhưng mà quốc tế chỉ tới giám sát thôi, chứ không phải quốc tế để đưa ra cách để tổng tuyển cử. Cho nên anh chị em nghiên cứu về chính phủ mình phải nghiên cứu thật là kỹ lưỡng. Chúng ta chỉ muốn có một cuộc bầu cử kín phổ thông đầu phiếu nha. Nhưng mà mời quốc tế để giám sát cái cuộc tổng tuyển cử. Chúng ta chưa bao giờ nói rằng quốc tế phải đến để soạn cái luật bầu cử cho chúng ta cả. Anh chị em nắm vững chưa? Dạ. Dạ, nắm vững. Chính phủ chúng ta trở về nước đó, là quý vị phải hiểu rằng trong một cái thời gian nào đó, mà nếu anh chị em lắng nghe kỹ những cái gì chúng tôi phát biểu đó, là anh chị em sẽ hiểu là đảng Cộng sản không có cơ hội để tồn tại nha. Yeah. Mà đã không có cơ hội để tồn tại thì làm sao mà ra ứng cử được, phải không? Đúng, dạ phải. Chị dạ, đúng chưa? Chúng ta nói chính phủ chúng ta phải hoàn toàn chế độ Cộng sản tại Việt Nam thì còn cái đảng viên nào để ra ứng cử, đúng chưa? Dạ đúng. À, chúng ta có cách, bây giờ chúng ta không có đưa ra trước. Chúng ta làm sao mà người dân đồng ý và quốc tế công nhận, được không anh chị em? Chúng ta có cái phương pháp đó.
Được, thưa Tổng thống. Dạ, được. Chúng ta có phương pháp để cho người dân rất là hân hoan đồng ý và quốc tế phải công nhận. Dạ, cảm ơn Tổng thống. Giống như họ đã công nhận chính phủ này mà khi mà anh chị em có biết rằng họ nhức đầu lắm khi mà nói rằng một chính phủ trong một chính phủ, các cái vị khoa bản cái lý luận nhiều điều nghe rất hay lắm nhưng chẳng làm được gì cả. Thì vì chúng ta đã là chính phủ rồi, còn phải nói là không có chuyện chính phủ trong một chính phủ. Vậy thì cái mấy cái công hàm của ông chính phủ này gửi cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có phải là chính phủ Hoa Kỳ gửi cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không? Dạ phải. Thì tại sao còn lý luận là có không thể có chuyện một chính phủ trong một chính phủ? Chúng tôi muốn nói là nhiều khi cái học cái khoa bản của chúng ta làm cho chúng ta điên đầu đó nha. Tại vì chúng ta lấy lý luận là không thể có một chính phủ trong một chính phủ, thì tại sao có cái văn thư của ông Tổng thống nước Mỹ là chính phủ Hoa Kỳ đúng không? Tổng thống Hoa Kỳ có thể là đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ được không quý vị? Được ạ. Được ạ. Rồi ông gửi cái công hàm cho ông Thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có phải là chính phủ không vậy? Dạ, phải. Rồi cái chính phủ đó dùng cái địa chỉ tại Anaheim này, tại California Anaheim, vậy thì chính phủ nó nằm ở đâu? Có phải chính phủ đó đang nằm tại California Anaheim không? Dạ đúng ạ. Vậy thì cần gì phải lý luận là không thể có một chính phủ trong một chính phủ? Vì chúng ta rõ ràng là một chính phủ trong một chính phủ rồi. Tại sao phải chứng minh cầm công hàm này đưa cho họ? Thấy cái gì đây không? Tại vì học nhiều quá cho nên nó bị mờ là cái não. Đúng không quý vị? Dạ, đúng ạ. Đơn giản vậy thôi. Mà còn nói thêm câu này cho vui nữa nè, là nếu ông mà kiếm được mấy ông khoa bản mà mấy cái đảng ở đây đó, có hiểu không? Lúc đó tôi còn là thủ tướng đó, tôi nói như vậy. Nếu mà có một cái tờ giống vậy, nói đưa cho tôi thấy, tôi sẽ giải tán cái chính phủ liền. 30 năm rồi họ làm được không quý vị? Dạ không. Ok, nếu mình làm được những chuyện mà từ xưa đến nay không có quy luật và không có quy tắc, thì cái chuyện mà để bầu cử Việt Nam cũng sẽ có những chuyện không có quy luật, không có quy tắc mà thế giới phải công nhận. Tôi chỉ có thể nói quý vị như vậy nha. Dạ. Được chưa? Dạ, cảm ơn Tổng thống. Cảm ơn Tổng thống. Cảm ơn tất cả anh chị em nha. Tổng thống là kho tàng vô tận của Việt Nam. Đúng chứ, anh chị em cứ ngồi suy nghĩ đi. Anh chị em người nào cũng giỏi, người nào cũng thông minh, mà nhiều khi ngay trước mặt mình mà mình không thấy. Tại vì chúng tôi thấy là nhiều người ở trong nước lý luận với những vị đại biểu của mình cũng có, trên livestream cũng có, bảo rằng không có chuyện một chính phủ trong một chính phủ. Có đúng không? Có vị nào bị câu hỏi đó chưa? Dạ thưa rất là nhiều, kính Tổng thống. Anh chị em cầm cái văn thư hỏi cái này có phải chính phủ Mỹ gửi cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không? Cái chữ The Government nó có phải là chính phủ không? Và gửi ở đâu? Cái ông chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ông ở tại Anaheim, California. Vậy thì Anaheim, California có phải của Mỹ không vậy? Dạ yeah, phải, kính thẩm thông. Thì cầm một cái công hàm đó đây nè, đây là một chính phủ trong một chính phủ nè. Yeah, tại vì chúng ta cố gắng, đây là mấy anh chị em hỏi những câu hỏi như 708 rất là hay, rất là hay. Nhờ những câu hỏi đó anh chị em chúng ta sẽ phải làm việc để suy nghĩ. Vì ở trước mặt chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Nhưng mà thật sự chính phủ chúng ta đã có cách để giải quyết. Yeah. Cho nên chúng ta còn nhiều chuyện ly kỳ lắm. Nhưng mà chuyện chính của chúng ta đó là chúng ta phải trở về nội địa để chúng ta tổ chức tổng tuyển cử. Và chính phủ chúng ta là những người qualify, những người ứng cử viên. Vì chúng ta nắm chính quyền thì chính chúng ta là người phải qualify, tức là chúng ta là người chọn ứng cử viên, hay là chúng ta là những người chấp nhận những ứng cử viên. Ai ra ứng cử cũng được, nhưng mà chúng ta có những tiêu chuẩn để những ứng cử viên phải đủ tiêu chuẩn đó thì mới ra ứng cử được. Đó là cái mà chúng tôi nói cho quý vị và anh chị em. Tới đây là một món quà vậy thôi nhé. Dạ, cảm ơn Tổng thống ạ. Cộng sản Việt Nam đừng hòng nhé. Cho nên tại sao người ta bảo tôi là khắc tinh của Cộng sản Việt Nam mà 30 năm nay nó lây hoay hoài, nó trị không có được. Tại cái con người đi bắt rắn, con rắn khó cắn lắm. Ngoại trừ khi nào người ta vô ý cái bị con rắn nó làm cho chết. Xin nghề tử nghiệp. Nhưng mà chúng tôi không phải là nghề, mà chúng tôi được sinh ra là để trị nó. Thôi tôi nói tới đó thì hết nhé. Thôi bây giờ là 1:12. Chúc cho tất cả anh chị em được có những thời gian tới trước mặt rất là thoải mái và đầy đủ trí tuệ và trí huệ để chúng ta cùng dấn thân cứu nước nhé. Và nhớ nói với tất cả anh chị em cộng sản và đồng bào tại Việt Nam hai cái việc mà chúng tôi vừa mới trình bày. Thứ nhất là ngay khi mà Tổng thống Đào Minh Quân trở về nước
là tất cả đảng viên, toàn bộ đảng viên, cán bộ đảng viên Cộng sản Việt Nam đã thoát ngay. Thoát cái gì quý anh chị em có biết không? Dạ, thoát tàu. Thoát tàu cộng. Nhớ nha, và cái thứ hai là toàn dân Việt Nam sẽ thoát cái gì? Dạ, thoát nợ. Mắc nợ. Trời ơi, mà sướng lắm. Anh chị em có biết là tại anh chị em không có mắc nợ. Nhưng mà những người mắc nợ mà khi được thoát nợ, cái họ sướng vô cùng. Dạ. Có phải không ạ? Dạ, thưa đúng ạ. Dạ, phải ạ. Dạ, thưa đúng. Và đó là chúng ta chưa có nói là những cái gì chúng ta sẽ dâng hiến cho họ. Cho nên tại sao mà Tàu Cộng phải đánh ráo riết nhưng mà đánh không có được đâu. Tại vì nhờ anh chị em, nhờ những vị hào kiệt, những anh thư Việt Nam vẫn lên diễn đàn, anh chị em phải thấy rằng anh chị em rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng mình nói chỉ có 10 người nghe hay 100 người nghe, 10,000 người nghe. Mà tiếng nói của anh chị em là tiếng nói công chính. Anh chị em đang xuất chính ngữ. Những bài nói chuyện của anh chị em quan trọng, nó đi vào lòng dân. Tôi chỉ yêu cầu một điều là phải nói sự thật và phải hiểu cho rõ. Bây giờ chúng ta đã có trên 5 triệu phiếu trên cầu dân ý, là chúng ta có nhiều phiếu nhất, là chúng ta là một đại diện Việt Nam hợp pháp duy nhất. Có đúng không vậy? Dạ, thưa đúng ạ. Chúng ta còn nhiều hơn như vậy nữa. Chúng ta đã có sự công nhận của Hoa Kỳ, chúng ta đã có sự công nhận của Liên Hiệp Quốc. Ngày giờ chúng ta là sẽ tiến vào Liên Hiệp Quốc để chúng ta đổi cờ Cộng sản. Nhưng mà chúng ta còn tính nhiều cái bước kế tiếp nữa chúng ta mới làm. Đó là một trong những bước, đó là tại cái tổng tuyển cử mà không thể nào có người đảng viên Cộng sản ra ứng cử mà đắc cử. Anh chị em có đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý. Mấy anh chị em của đảng viên Cộng sản trong phòng này nghe hết rồi đó. Cái gì tôi cũng nói trắng ra hết, tôi không bao giờ giấu giếm nha. Cộng sản nó thất vọng, ê chề rồi. Nhưng mà họ đã bắt đầu họ vào trong chính phủ rồi, họ xin được ID rồi. Chỉ có điều là dù khi họ xin ID, họ là người của chính phủ, mà trong cái đầu họ vẫn còn là Cộng sản. Cho nên chúng tôi phải chế ra một cái system lọc được cái chất Cộng sản của họ. Và những ngày tháng nếu mà chúng ta trở về nước thì anh chị em sẽ thấy cái system của chúng ta lọc rất là hay, rất là nhẹ nhàng nhé. Mà nhiều khi họ phải tình nguyện họ chạy vào cái system chúng ta để được lọc nữa kìa. Tôi nói như vậy là quá nhiều rồi. Thôi xin trân trọng kính chào tất cả anh chị em và nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, Nguyên Gia Hộ, độ trì, ban bình an cho tất cả chúng ta, giúp cho đại nghiệp diệt trừ chế độ tà quyền Cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân được thành công viên mãn. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và anh chị em. Ai đến từ trời đem đến thành thị, đem đến thôn quê, ca ca hát hát ê chề. Ai đem từ trời che khuất đường về, gieo rắc u mê nơi quê hương đã lắm bôn bề. Trên quê hương bé nhỏ, mẹ phải vỗ tay mà cười buồn mắt âu lo. Gánh xiê to trên quê hương cháy đỏ, người người hỏi nhau thì thầm với đắng đo. Ai đem từng cho hề thay những mộ phần, chôn lấp nhân gian cho quê hương nhỏ bé hoang tàn. Sao không đem mộng lành trong thế kỷ dài, mơ tới tương lai, quên đi bao chia chát tranh giành. Lặng yên
trong tim. Gánh xe to trên quê hương cháy đỏ, bài học tự do đâu chỉ cơm no. Gánh xe to sao không nghe tiếng cười, tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người. Vuốt mặt nhìn nhau không thấy nghe lời. Ai đem từng cho hề, đem đến thành thị, đem đến thôn quê, ca ca rồi hát hát ê chê. Gánh xe to trên quê hương bé nhỏ, mẹ phải vỗ tay mà cười buồn mắt âu lo. Trên quê hương cháy đỏ, người người hỏi nhau thì thầm với đắn đo. Ai đem từng cho hề thay những mộ phần, chôn lấp nhân gian cho quê hương nhỏ bé hoàn tàn. Sao không đem mộng lành tới thế kỷ dài, mơ tới tương lai, quên đi bao chi chán tranh giành. Gánh xe to trên quê hương bé nhỏ, người người lặng yên u uất trong tim. Đâu chỉ cơm no, gánh xe to sao không nghe tiếng cười, tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người. Vuốt mặt nhìn nhau bỗng thấy nghẹn lời. Nhìn nhau bỗng thấy nghẹn lời. Cúi mặt nhìn nhau bỗng thấy nghẹn lời. Cúi mặt nhìn nhau bỗng thấy nghẹn lời. Bài hát đã lột tả hiện trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Có những người diễn xiếc đã và đang mang những tiếng hát ê chề, gieo rất u mê, hay những mộ phần chôn lấp nhân gian cho quê hương nhỏ bé hoang tàn. Trong hoàn cảnh này, người người, tức là những người đang lo lắng, trăn trở với xã hội, phải hỏi nhau, thì thầm với đắn đo rồi lặng yên, u uất trong tim, trong khi đất nước thì đang cháy đỏ niềm đau. Họ buộc phải vỗ tay hùa theo gánh xiếc trên nỗi đau, nỗi oán hoáng của nhiều người khác. Nên nghe như tiếng khóc người. Nguyên nhân vì sao ai cũng đã rõ cả, vì lợi ích cá nhân, vì nhỏ nhen, vì đã sai lầm, vì sợ bị thủ tiêu. Tuy nhiên, lý do gì mà mọi người đều mắc kẹt mãi trong sự đắn đo lặng yên đó, đến nỗi không dám thừa nhận hiệp ước Thành Đô đã ký năm 1990 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Tàu Cộng, với dự định giao nộp toàn bộ Việt Nam sáp nhập vào Tàu năm 2020. Lý do này chắc hẳn mọi người rất rõ, đó là nỗi sợ. Nỗi sợ này không phải bình thường mà đã trở thành hội chứng rối loạn lo âu toàn thể, đã khiến họ phải hoàn toàn câm nín hoặc đặc biệt dị ứng với những đối tượng
mà được gọi là phản động. Chính vì vậy, ta phải làm rõ định nghĩa của hai chữ phản động để có cách giúp cho phần đông dân số Việt thoát khỏi cơn bạo bệnh này. Theo Hồ Ngọc Đức, trong dự án từ điển tiếng Việt miễn phí, động là không đứng yên, và định nghĩa của hai từ phản động được giải thích như sau. Thứ nhất, chỉ những người chống lại trào lưu tiến bộ hay chống lại sự thay đổi được cho là tất yếu của xã hội. Thứ hai, ám chỉ tư tưởng lạc hậu, chỉ khư khư ôm lấy hào quang quá khứ, không chịu vận động, không chịu chấp nhận sự thay đổi, bảo thủ, trì trệ, lỗi thời, không tiến kịp với tầm phát triển và sự thay đổi của thế giới. Thứ ba, có tư tưởng lời nói hoặc hành động chống lại cách mạng, chống lại nhà cầm quyền Hà Nội, hay còn gọi là cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với định nghĩa thứ nhất và thứ ba, những người đang lên tiếng nói về thực trạng của đất nước hoàn toàn nằm ngoài phạm trù của danh từ phản động, vì các nước xã hội chủ nghĩa chỉ còn đếm trên đầu ngón tay trên toàn thế giới. Nếu theo định nghĩa thứ hai, thực ra chính những người không lên tiếng cứ giữ khư khư những tư tưởng lạc hậu, những quá khứ hào quang không có thật, bảo thủ trì trệ mới đáng lo. Những con người bảo thủ hoặc lặng thinh này mới là những đối tượng phản động theo đúng định nghĩa của từ gốc tiếng Pháp reactionnaire hoặc tiếng Anh reactionary. Chính vì vậy, toàn bộ dân Việt Nam đang rất sai lầm về những người họ gọi là những đối tượng phản động. Trước hành động những người này làm để chống ảnh hưởng của Tàu Cộng lên Việt Nam. Do vậy, đề xuất đầu tiên của nhạc sĩ Tuấn Khanh có vẻ khả quan nhất để giúp đại đa số những người Việt Nam hiện nay của chúng ta nên trực tiếp nhìn nhận vào sự thật lịch sử, đi tìm lại những giá trị căn bản và đáng quý của người Việt Nam qua khắp các thời kỳ của đất nước bằng nhiều phương thức. Từ đó, lòng tự tôn dân tộc, tự hào nòi giống sẽ giúp các bè phái riêng lẻ biết bỏ qua những xích mích mà tập hợp với nhau thành một chính phủ mạnh mẽ nhất để bảo vệ người dân trước mọi thách thức của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, trong thời điểm vàng thao lẫn lộn, mỗi cá nhân phải cảnh giác, phải có kiến thức để phát hiện ra đâu là vàng, đâu là thao, để không bị mắc lừa những chiêu trò bẩn từ Cộng sản, vì chúng luôn dùng những thủ đoạn đánh lừa dư luận, đánh tráo khái niệm, để sẵn sàng vu khống và chụp mũ cho những ai yêu nước đứng lên chống Tàu là phản động.